xanh mênh mông trời đông, nhà chúng ta gian hai bờ sông, có nhịp cầu đưa lối. Mình đã yêu nhau từ thuở nào, lời mến thương vẫn tràn ngọt ngào. Kề vai nhau trăng lên bờ ao, thề ước kia trăm năm đổi trao, câu chuyện trầu cao. Trời ơi, đi làm đông mà mặc đồ gì mà sặc sỡ vậy? Thôi thôi, đi đi. Tôi không đi chung đâu. Ủa sao kỳ vậy? Sao nay mình không ra đồng? Nay có một chuyện ở nhà. Chuyện gì cả? Đi 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 đi. Thôi mấy anh mấy chị đi ra đồng đi hen. Vô em. Chuyện gì chồng? Nói cho vợ nghe, nhưng mà vợ không có giận nghe. Thì nói đi, coi tôi có giận không? Vợ hứa vợ không có giận mới nói á. Thì nói đi, coi tôi có giận không? Mà hứa là không được giận đi. Thì nói đi, coi tôi có giận không? Chị kỵ ta. Hôm nay em có một câu nói hoài, không biết có bị gì không nữa. Anh nói nha. Thì nói đi, coi tôi có giận không? Em. Ừ? Em uống thuốc chưa? Bệnh gì đâu uống thuốc. Hết bệnh rồi. Hết bệnh sao có một câu nói hoài hả? Ừ, tại vì nghe tía nói hoài nên tôi thuộc á. Ờ ha. Ai nói nghe nè. Cái gì vậy? Mai chồng đi Sài Gòn nghe. Đi Sài Gòn? Ờ. Vui quá vậy. Ờ mà đi, đi có mình nè. À. Phải đi mình không? À đi mình. Hay đi với ai? Ui da. Đi mình thiệt mà. Thiệt không? Đi đi sửa cái mặt. Cái gì? Cái mặt vậy được rồi, sửa gì nữa? Sửa. Tại sao phải sửa mặt? Nếu nếu có sửa thì sửa một cái thôi. À, sửa gì? Sửa cái tánh lại á. Trời ơi, tánh tôi có gì sửa trời. Thì tía nói phải sửa gì cái tánh khùng khùng điên điên. Sửa cái tánh thì uống thuốc khùng thuốc điên vô cho nó hết khùng hết điên. Ôi, không biết chồng khùng hay vợ khùng. Ai, ai khùng hơn ai biết à. Thôi. Mà tự nhiên đòi sửa mặt chi vậy? Đi Sài Gòn sửa mặt để làm gì? Tôi làm ca sĩ nổi tiếng. Cái gì? Chứ mấy thằng trong xóm á, nó nói tôi hát hay mà mặt tôi sẽ bét à. Giờ đi sửa cái nổi tiếng liền á. Thôi đi, đâu phải đợi sửa mặt rồi mới nổi tiếng đâu. Nhiều người ta ca sĩ, người ta không đâu đẹp đâu. Ta mập nè, ta lụng tét à. Tại người ta trường hợp đặc biệt, còn tôi trường hợp cá biệt. Cá biệt là sao? Là tại tôi muốn vừa hát hay mà vừa đẹp trai như hot boy. Thôi, không có sửa mặt, không có đi Sài Gòn mới làm ca sĩ gì đâu. Ở nhà nuôi heo với tôi. Ừ, vừa nuôi heo, vừa hát. Không được, nuôi heo à. Trời. Mà nếu mà đòi làm ca sĩ hả, tôi cũng làm ca sĩ luôn. Hả? Vợ đi lên Sài Gòn làm ca sĩ. Rồi khi nào tôi nổi tiếng á, tôi dẫn theo. Chứ khỏi sửa mặt chi tốn tiền. À, được không? Trời ơi, tốn tiền dữ lắm á. Bây giờ để tôi đi ha. Có biết hát không mà đi. Ôi, sao mà xem thường vợ dữ vậy chồng? Biết sao không biết? Tại từ mấy lâu nay tôi không hát cho nghe thôi á. Ừ. Dám thi không? Thi thì thi à, sợ gì ai. Ờ ha, nhưng mà thi thì phải có ban giám khảo. Thôi được rồi, có ban giám khảo. Đâu có. Tía. Hả? Tía sẽ làm giám khảo cho tôi với chồng. Tía ơi, tía. Trời đất ơi, cái gì? Cái gì mà trời đất ơi? Tao đang ở trong nhà mà làm gì mà mày kêu sùm trời đất vậy? Hả? Tía, bây giờ tía làm giám khảo cho hai vợ chồng con được không tía? Mắc máu gì tự nhiên tía làm giám khảo cho hai chồng mày? Tại vì á, chồng con đòi đi Sài Gòn làm ca sĩ sửa sắc đẹp. Trời ơi. Con nói không, ở nhà nuôi heo với con. Còn muốn đi Sài Gòn thì bây giờ để con đi trước. Con đẹp hơn ảnh, ít nhiều gì không tốn tiền sửa mặt. Dạ dạ, là quyết định là bây giờ mày quyết định là mày đưa ra cái cuộc thi hát. Dạ đúng. Quyết định cho nó đi hay không phải không? Dạ đúng rồi tía. Chơi luôn cho làm giám khảo. Tía. Dạ sao? Nhưng mà làm giám khảo phải công bằng nha. Công bằng vậy mà chấm điểm bằng cách nào? Chờ con một chút. Trời ơi, chấm điểm mà cũng chờ nữa. Trời ơi, tôi bay nó khùng điên quá trời quá đất rồi. Rồi sao đó, đó. Tía kỳ quá à, tía nói giỡn khùng điên là sao? Hả? Ăn cơm hả? Đi dọn cơm. Đợi gì dọn cơm vậy mày? Đem đũa ra kìa. Tía. Gì? Đây là đũa nè tía. À. Nếu mà cuối cùng cuộc thi đã chấm dứt rồi đó,
mà vợ mà nhiều đũa hơn chồng thì vợ được đi lên Sài Gòn làm ca sĩ. À, có nghĩa là tao bay hát đứa nào mà hay tao cho chiếc đũa. Đúng. Nào hay cho chiếc đũa, nào đúng. Nhiều đũa đó thắng phải không? Dạ đúng. Tao quyết định vậy, vô hai ba chuẩn bị nè. Sao tía giỏi quá, tía thông minh quá vậy tía? Trời ơi, tao tía mày, mày nghĩ sao tao ngu hơn mày? Quá giỏi. Rồi sao? Bây giờ thi nha tía. Nhưng mà tía nhớ công bằng à nghe. Công bằng là sao? Chứ không có chơi cha người ta nghe. Cha mày. Hay quá lời. Chơi cha mày, tao là cha mà mày nói gì vậy? Hả hả? Chưa thi con thấy con lời rồi đó tía. Không, không. Một đầu hai nè. Ba nè. Ba đầu. Con chiếc đũa nữa là bốn nè. Bốn rồi, trời ơi, tao luyện sao đến năm chiếc vậy trời. Dạ tới năm rồi, con được năm chiếc rồi tía ơi. Mày nói tao chơi giọng cha là sao? Tía ơi, con nói tía không được chơi cha có nghĩa là cha chồng của con, là cha của anh Đậu. À, mày nói tao là không được thiên vị con tao gì? Đúng. Đâu đó, thử mày năm chiếc đũa đó, tao không thiên vị. Tía phản ơi. Đi phản đi, giám khảo mày gái. Mày gái ai mất dạy cũng buồn. Mày nghĩ sao? Tao là cha vậy gì? Con cũng được 5 cây rồi tía. Trời ơi, chứ gì đứa được 5 cây rồi hả? Quê. Rồi giờ thi đi. Mà tía phải công bằng nghe. Đừng có thấy ảnh là con trai của tía rồi tía chấm con không có đúng, là con không có chịu à. Tao nghiêm túc nghe mày. Rồi thêm 2 chiếc nữa nghe chồng ơi. Thôi tôi liền hoài vậy. Rồi đó. Rồi chiếc rồi nha. Thôi ưu tiên nó 7 chiếc đi, mày 5 chiếc đi. Rồi ra hát trước tía. Rồi nào hát trước. Mày hát bài gì? Hôm lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xoa tóc ngồi bên rèm. Thôi tóc mày rụng hết trơn rồi, mày đừng xỏ nữa, cho mày 3 chiếc. Ảnh mày. Tí ơi, ảnh ca nhạc kiểu tình đúng không? Rồi mày ca cái gì? Bài này nhiều người thích lắm nè. À. Nhưng mà coi nè, tôi hát, bây giờ anh hát kiểu tình phải không? À. Tôi hát chổi lại. Khi nào anh hát nhạc khác tôi hát nhạc kiểu tình. Rồi mày hát gì? Tôi hát giọng cổ miền Tây Nam Bộ. Tao thích nha. Rồi đó, chuẩn bị con. Tía, con hát giọng cổ tía. Rồi rồi rồi. Hát trong cái karaoke mà tía chứ con hay hát hoài đó nha. Hai không tía? Tao biết bài gì chứ. Rồi. Lan và Điệp. Lan Điệp, 2, 3. Ok. Tránh ủ tình cảm ăn giám khảo dễ sợ. Mày con ngu hả? Tôi Điệp. Tía phải dứt cái Điệp ơi Lan cắt tóc quên đời vì anh. Điệp ơi Lan cắt tóc quên đời vì anh. Điệp ơi vì là anh. Sao dây thấp quá tía ơi? Vậy hả? Tía tại dây thấp quá. Thôi tôi đây, tôi dây lại coi. Giọng con cao lắm. Rồi được chưa? Bây giờ con nhớ là con ca Tommy á. Trời ơi, biết Tommy luôn. Dữ lắm bởi vì con dữ lắm. Mi. Rồi hai. Mi là xề đào đó tía. Trời ơi, mày có học hả? Trời ơi, rành lắm tía ơi. Rồi 2, 3, vô. Tía phải ca câu cuối. Trời nữa hả? Điệp ơi, lên chắc tốt quá. Quên đời gì ai. Vô. Điệp ơi, mai anh lên chúng thành đô, nhà xe rực rỡ. Xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa em dò gió mong chờ. Hay. Vợ tôi nó rất hay. Tặng con. Cái gì sao có 1 chiếc vậy? Anh được 3 chiếc á. Hồi nãy tao chưa dư mày 2 chiếc, mày 7 chiếc rồi, nó lên là 8, còn nó là 5 là cộng 3 là 8, quê rồi đến mày vô. Cớ sao buồn này Kim, cớ sao sầu này Kim, ai yêu em hơn anh mà tìm, cớ sao hoài này Kim. Ê, cho mượn ơi, trừ chiếc con, trừ đến mày. Con hả? Không thích bài đó. Không thích phải không? Ừ. Tiếc. Hả? Cái này cho nói chuyện riêng với giám khảo một chút. Trời ơi, vậy thường thường tía thích cái thể loại nào? Trời ơi, tao thích quan họ đó. 2, 3. Mơ qua ni một chiếc là chiếc thuyền nạt ni có về và về với hồi cỏ. Gái ngoan tâm trong mùa mây dấu tình rằng cô cả cô hai này đây ơi, anh cả anh hai này đây ơi. Hay quá, cho mày nắm luôn. Rồi quyết định thằng này thua. Rồi nó ở nhà không cho đi hát. Rồi ở nhà đi đó. Rồi rồi kệ té. Tao nói tụi bay nghe, tụi bay đừng có làm cái giọng khùng, làm giọng điên. Cái giọng vậy mà đòi lên trên sân khấu là làm ca sĩ. Cái mặt vậy á mà đòi làm ca sĩ. Nội tụi bay nhìn đi, cái chân tụi bay á nội rửa phèn thôi hen, là mười mấy năm chưa hết phèn. Ở nhà nuôi heo ra đồng, không có
mơ tưởng cái chuyện làm ca sĩ, nghe không? Tụi bay mà không nghe lời tao ha, tao bỏ nhà cho tụi bay ở luôn. Đó, thấy không? Thế ơi, hai chồng mình nãy giờ khùng khùng điên điên quá à. Ca gì không có được cái gì hết trơn, mày đặt làm ca sĩ cái gì? Thấy ớn luôn vậy đó. Ở nhà nghe, bỏ qua chuyện đó đi ha. Mình đừng có mộng ca sĩ làm cho vợ chồng mình ly tan, chia lìa, xa cách, hiểu không? Mà tía nói đúng thiệt ha. Đúng, mình đâu có năng khiếu ca sĩ đâu. Ờ ha. Thà vợ chồng mình là vợ chồng quê mà. Đúng. Dưới quê làm ruộng vui hơn. Đúng. Ha. Đúng. Ra đồng. Rồi ra đồng. Quê hương đẹp thế, nắng chiều trên quãng đường đê. Một đàn em bé nô đùa khi tan trường về. Tuổi học trò trong trắng ngây thơ. Tình là tình đẹp mối duyên quê. Tương lai đời ta trọn kiếp yêu thương thêm đậm đà, không hề lìa xa. Cùng niềm tin tương lai đời ta trọn kiếp yêu thương thêm đậm đà, không hề lìa xa. Cùng niềm tin tương lai đời ta trọn kiếp yêu thương thêm đậm đà, không hề lìa xa. Mà cũng bị mắt phong long nữa sao? Bà con cô bác giùm thương, bố thí cho con một ba dĩa xôi gà để con ăn qua ngày chờ sống qua đêm. Dạ làm ơn cho con xin dĩa xôi gà. Từ nào tới giờ tôi đi gặp không biết bao nhiêu thằng mài ăn xin mà chưa có thằng nào chảnh chó như thằng này nè. Có người cá cặn không xin mà đi xin xôi gà. Ê! Dạ. Ê cái thằng ăn mài kia, sao mày chảnh quá vậy? Trời đất ơi, mày ăn mài mà mày xin tới ăn xôi gà nữa mày. Sao dạ, mày không xin bào ngư di cá luôn đi. Dạ. Hả? Yến dạ, xào đồ luôn đi. Dạ, dạ cậu thông cảm cho con. Tại vì con ăn cơm hoài bị ngán đó, cho nên hôm nay con thèm xôi nên con xin xôi. Con người mà phải có điều mơ ước chứ. Trời đất ơi. Dạ. Có khi nào mày mơ ước mày làm vua làm quan không? Mày quá trời quá đất rồi. Ê, tao nhìn cái tướng mày, tao nghe cái mơ ước của mày, tao nghĩ chắc mày không phải là người bình thường đâu thằng mày. Hồi trước khi mày làm ăn mày là mày ngon lành lắm nè, đúng không? Dạ đúng rồi. Ủa mà sao ông biết vậy, hay quá vậy? Tại vì cái ước mơ của mày nó dễ sợ quá. Thấy không? Dạ. Tao mà tao còn không dám mơ ước kiểu đó mà mày dám mơ ước à? Ê. Dạ. Bây giờ mày kể cho tao nghe, trước khi mày thành ăn mày, mày là cái gì vậy? Dạ thưa cậu. Dạ trước khi trở thành tên cái bang, ngày xưa con là một sĩ tử, một người học cao hiểu rộng. À. Dạ. Dạ chuyện mà dạ muốn nghe không? Muốn chứ, đang nghe hay mà mày sĩ tử, mày là một người mà học cao hiểu rộng mà tự nhiên giờ thành ăn mày làm sao? Nó đang hấp dẫn mà kể tiếp tao nghe coi. Dạ cậu muốn nghe làm ơn cho con xin năm cắt đi. Ê, cái chuyện đó là cái chuyện của mày, mày kể tao nghe, tao thông cảm. Có thể tao lát tao cho mày một nắm xôi gà. Bà nội cha mày, mày nghĩ gì sao mày kể câu chuyện của mày, mày ăn năm cắt tao mày. Dạ cậu cũng thông cảm, kể chuyện cũng phải khát nước chứ, khát nước là phải có tiền uống nước chứ. Dạ cho con xin năm cắt đi cậu. Năm cắt mắc lắm, không cho mày. Ba cắt đi cậu à, cũng mày, được. Mày cắt cổ tao luôn đi. Còn năm cắt đi đó. Một cắt phải không? Dạ. Được rồi, một cắt là tao còn ngó lại, chứ còn năm cắt là đừng có hầm. Nghĩ làm sao hả? Thời buổi khó khăn, tiền bạc kiếm khó lắm. Cho mày một cắt coi như làm phước làm đức á. Dạ. Nè. Dạ con cảm ơn cậu. Mày lật bàn tay lên coi. Dạ. Lật ngửa lên coi, lật úp. Trời đất ơi, để móng tay. Trời đất ơi. Thấy ghét không? Quả nhiều khi cái lỗ mũi con ngứa nó con trọt trọt cho con gãi. Dạ.
Con lại cậu. Đây nè, con dạ. Cho mày á. Dạ cậu cho con cắt mà cậu hành hạ con quá. Anh dạ chứ. Con đội ơn cậu. Rồi dạ câu chuyện của con như thế này nè. Kể đi. Ngày xưa con là một sĩ tử, học cao hiểu rộng, gia đình con giàu có lắm cậu biết không? Rồi một ngày. Cái gì vậy? Mày đang kể ngon lành tự nhiên mày không kể nữa là sao mày? Kể dạ, tiếp mày. Dạ thôi. Dạ không kể nữa đâu. Ngày xưa là gia đình con là ăn mày. Ba đời rồi đó. Dạ không có cái gì phải đáng kể nữa. Dạ con mày làm gì mày kể vắn tắt chưa mày? Dạ cái câu chuyện tao nghe coi cái câu đó chưa mà. Dạ. Mày làm gì á? Dạ thưa cậu là cái câu chuyện của nó là như vậy đó. Dạ hết rồi cậu à. Dạ cảm ơn cậu đã bố thí. Dạ đội ơn cậu nhiều. Dạ. Ủa, chuyện mày sao đản hậu quá hả? Tự nhiên vậy cái mày đi ăn mài rồi hả? Dạ. Ê kể tiếp không mày tao lấy lợn cắt à. Cậu mày à. Tao lấy lợn à. Không cậu đừng lấy, con quý lắm. Một cắt này con bây giờ tao hỏi mày trả tao cắt không? Dạ mày, mày tưởng tao không dám làm mày ăn mài mà mày tưởng tao không dám làm mày. Dạ không con quý lắm. Ai da cậu ơi. Ai da cậu ơi đau cậu ơi. Mày nè. Cậu ơi. Trả tiền tao không? Ai da cậu thân anh. Hả? Trời ơi. Lưu huynh. Lưu lành hiền đệ. Trời đất ơi, sao bây giờ mà ra cớ sự như thế này? Trời ơi, Lưu huynh ơi, Lưu bể rồi. Đệ ơi, tất cả lỗi lầm này đều do huynh hết trơn. Huynh ham ăn chơi trác tán, mê tụ sắc, cho nên ngày hôm nay cớ sự mới xảy ra như gì. Đệ ơi, huynh hối hận lắm đệ ơi. Hối hận gì? Ai vậy? Tổ bà ông, đất đai nhà cửa ruộng vườn tôi bán hết, tôi đưa tiền cho ông lên kinh ứng thí. Tưởng sau này ông trở thành quan to, tôi gì cũng ké được. Ai có dè? Trời ơi, ông ăn chơi, ông trác táng. Bây giờ từ một cái người ngon lành trở thành một thằng ăn mày thấy chưa? Thôi mà, đệ đừng la huynh nữa. Con người ta mà xong có lúc người có khúc. Xong có khúc người có lúc. Đúng. Bây giờ tôi lôi đầu ông về, tôi nhổ hết rau của ông. Nếu mà tôi không nhổ, tôi thắt bính cái hầm rau của ông rồi tôi cột ông ở nhà luôn. Trời ơi ông quá trời đất. Đừng để. Cha mẹ buồn phiền, bây giờ cha mẹ chết hết rồi. Bây giờ ông phải về ông lại để mà ông xin lỗi cho bà con kìa. Thôi. Để huynh đi, đệ ơi, để huynh đi. Đi đâu? Giờ đi đâu? Bốn miệng là nhà. Hả? Huynh đi tiếp tục hành nghề cái bàn. Đúng rồi. Ủa sao hay biết hay vậy? Biết sao biết? Cái thứ lười biếng. Ông không học hành, ăn chơi trác táng. Bây giờ đi về. Đi về nhà tôi chỉ cách cho ông để ông. Ông phục lại cái danh dự của ông. Chứ còn để ông đi cái bàn hả? Nhục nhã gia tiên dòng họ. Đi về. Thiệt hả đệ? Cầm cái nó lên. Để có cách nào để làm cho huynh trở lại một con người bình thường như xưa mà để rạng rỡ tông môn. Để giúp huynh đi đệ. Giúp huynh đi. Giúp ông. Tôi giúp. Nhưng mà tôi tức lắm. Tức cái gì? Thôi mà. Đi theo tôi về. Trời ơi là trời. Trời ơi, gia nhân, mày làm gì, đóng cái gì mà răng mà kia mà muốn lông ốc tao lên vậy đó hà. Im hết đi, đóng nhỏ thôi, làm gì mà chặt chặt chặt. Trời ơi, cái đám này thiệt tình á. Đóng cái gì mày đó được tụi gia nhân. Đóng nhẹ nhẹ thôi, lông ốc ông ở trên trời à. Trời ơi, ông Phú Hộ. Ông tự hành xác ông chứ ai. Ông đi nhẹ nhàng được không? Trời ơi đổi cái nền gạch này chi mà đi nó muốn lông ốc vậy nè, thiệt khổ. Khổ tâm quá. Nó buồn trong ruột dễ sợ luôn. Không biết năm nay làm ăn sao á mà thất bại quá trời quá đất. Mỗi năm là trung bình là mình thu vô được 100-200 lượng vàng mà năm nay có 12 lượng. Hây. Bởi vậy buồn quá mới đi coi bói. Ông bảy mò, ông mò cái mu rùa. Ông nói trong nhà này phải có thêm một sĩ tử đó. Mà ông nói là đúng cái giờ ngọ ngày hôm nay sĩ tử sẽ tới. Ngọ đâu? Qua rồi, có thấy cái bóng dáng nào đâu.
Nguyên một cái vùng này làm gì có sĩ tử, toàn nông dân không à, tá điền không à, ở đợ không à, gia nhân không à, đâu ra. Bởi vì thiệt. Dạ, con xin chào ông bá hộ. Chào. Ông bá hộ làm ơn cho. Thôi, làm ơn làm phước đi. Trong cái nhà này là không có cái từ cho, chỉ có từ lấy, bóc, hôn, hiểu không? Dạ, muốn á thì chỉ có mượn, lời, lãi. Mượn gì đây? Mượn gạo á thì 20 phân, mượn vàng 40 phân. Muốn mượn cái gì? Dạ thưa ông bá hộ, con là một sĩ tử đang trên đường lai kinh ứng thí. Con đi ngang qua đây, con khát nước mà con lỡ làm phiền bá hộ, vậy con xin phép. Dạ con xin phép không được phiền nữa. Khoan khoan, bữa này sĩ tử ơi, hãy dừng chân cho ta hỏi sĩ tử ở phương nào mà ấp vào nhà ta xin nước. Ôi dạ thưa bá hộ, là con ở xa lắm, con đi lên kinh kỳ ứng thế. Trời ơi, dáng dấp thì thanh tao, giọng nói nhẹ nhàng, đúng là người có ăn có học. Trời giúp ta rồi, ông bảy bò ông coi đúng quá. Ôi đúng là một người thanh nhã. Nhìn phía sau tôi mà ta đã chịu rồi. Nào sĩ tử, hãy quay mặt qua cho ta xem. Dạ xin tuân lệnh. Dạ sao ạ? Dạ thưa bá hộ, dạ sao ạ? Sao bá hộ lại chán dáng ạ? Trời trời, muốn xỉu luôn chứ chán dáng cái gì. Trời trời, bác bác giỡn hoài à. Bác vô nhà của bá hộ mà bác giỡn với bá hộ, bác gàn lắm đó à. Bác à, xin nước phải không? Trời đất ơi trời, mặc đồ sĩ tử. Dạ thưa bá hộ, xin bá hộ đừng nói vậy mà tội nghiệp cho con. Trời ơi, tôi không nhận, bác lì dễ sợ luôn á. Tới giờ này mà vẫn còn xưng con. Hôm nay xưng cho đúng cái số tuổi của mình đi, mà mệt mỏi ghê vậy đó. Mặt già như ông nội tôi. Dạ thưa bá hộ, dạ tại cái mặt của con già là bởi vì con ham học. Con lo học hành. Dạ cho nên cái mặt con nói vậy đó. Nhưng mà con vẫn quyết chí, con sẽ thi đến chừng nào con sẽ lấy được cái bảng vàng thì lúc đó thì con mới nghỉ học, con mới thôi học. Con quyết tâm như vậy hả con? Con quyết tâm như vậy. Có nghĩa là con thi hoài chừng nào mà con lấy được cái bảng vàng thôi. Thi hoài. Con đậu trạng nguyên tôi. Dạ đúng vậy. Nó có chí chứ. Như vậy là lời ông bảy mò là chính xác rồi đây. Chả lẽ tới rồi hả? Chả lẽ tương lai ta có một chàng rể là trạng nguyên? Dạ. Ngồi đi con. Dạ ngồi đó. Dạ con ngồi hết. Dạ uống đi con. Dạ xin phép bá hộ, con uống. Hành động cũng có học ghê nơi vậy. Uống phải che lại. Dạ cái đó là gọi là lịch sự đó. Dạ à, thích rồi đó. Dạ. Dạ sao ạ? À? Dạ thích con hả? Không. À, dạ trời ơi. Ta thích ý chí của người. Vậy mà con hiểu lầm, con tưởng đâu thích. Mày điên hả? Dạ. Mày có ăn sầu riêng mày chấm chuối chiên không mà mày bị điên. Dạ. Dạ, dạ con xin lỗi bá hộ. Nhảy vô đây hả? À? Ngồi luôn đi. Dạ con hiểu lầm, dạ xin lỗi. Nghe nè. Dạ. Có nghĩa là không ai mà lo lắng cái chuyện học hành của con đúng không? Dạ. Con là sĩ tử, ham học như vậy, ta cũng rất là quý, ta rất là thương. Cho nên ta quyết định ta đầu tư cho con nghe. Trời ơi. Trời ơi mừng quá trời đất luôn á. Hồi nãy giờ con nói thiệt nha. Trời con nói chuyện mà ai đầu tư con học cho đâu coi. Con học rồi trời sẽ thấy. Đó. Sẽ thấy cái sức học của con nói thiệt á, đầu tư cho con đi. Con đó con biết thầm luôn đó. Đầu tư hết. Trời ơi thương quá. Bung tiền ra. Trời ơi thương. Lo cho con. Dạ, lo cho con nha. Nhưng mà với điều kiện. Dạ. Con phải làm một cái giao kèo với ta. Con phải đậu trạng nguyên cho ta. Thứ hai, con sẽ làm rể cho ta và không được
cãi lại ta. Tất cả mọi chuyện phải nghe lời ta. Chứ ta đâu mà rảnh mà ta bỏ tiền ra ta đầu tư khơi khơi vậy, đúng không? Dạ, con giờ nghĩa. Chịu không? Dạ, 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 dạ. Đơn giản quá mà con, dạ, đúng không? Dạ. Bây giờ người ta đầu tư cho mình phải có cái ràng buộc với người ta chứ. Đầu tư mày thành trạng nguyên, xong mày coi tao không ra đám ôn gì hết trơn trời. Tao rảnh quá, đúng dạ, không? Dạ. Bây giờ đầu tư xong, dạ, phải một, hai là phải học mà thi đậu trạng nguyên. Dạ. Đậu trạng nguyên xong, cưới con gái tôi, dạ, làm rể tôi, phải nghe lời tôi sai gì làm đó. Nhưng mà Nhạc Gia ơi, con gái của, con gái của con giờ con kêu bằng gì? Nhưng mà cha. Con... Bá hộ cho phép con kêu bằng cha hả? Kêu bằng gì? Cha. Nghe ngọt tai vậy sao? Cha ơi, nhưng mà con gái của cha có đẹp như cha không? Chắc thằng này nó điên dữ rồi. Mày nghĩ sao mày nói tao đẹp? Hả? Mày nghĩ sao mày khen tao đẹp? Không, con thấy cha đẹp lắm, nhất là cái lỗ mũi của cha đó. Trời ơi, con nhìn cái lỗ mũi của cha con thèm ăn mận lắm. Con học giỏi mà con ơi bị vô duyên á con. Con mở miệng ra muốn lấy quạt đó, tát qua tát lại vậy nè, con hiểu không? Ủa, sao vậy? Mày nghĩ sao mày nói lỗ mũi tao bằng trái mận hả? Tại sao con thật lòng mà. Nó chỉ là trái đào, hiểu không? Trái đào. Dạ, trái đào nó nhỏ hơn trái mận. Không có, nó sang hơn trái mận, hiểu không? Bây giờ trái đào nó đỏ hơn. Dạ. Bây giờ để ta kêu con gái ta ra cho ngươi nhìn nha. Dạ. Mỹ nữ, con gái của cha. Dạ. Dạ. Dạ, con chào cha. Ra đây đi, cha giới thiệu một người cho con. Dạ. Sĩ dạ. Tử, bước con, ra đi. Con chào bác, đây là bạn của cha hả? Thấy chưa, ai cũng nói mặt mày già ngang tao. Nó nói thiệt. Trời đất ơi, cái này là con nuôi của cha đó con gái. Trời ơi, con nuôi của cha đây sao? Nó nhỏ tuổi lắm nhưng tại vì lo học hành quá cho nên cái mặt nó bị già hơn. Trời ơi, vậy mà nãy giờ người ta xuất hiện mà con cứ tưởng cha là con nuôi của người ta đó. Rồi cái mặt nhè nhác như ngoại vậy. Trời đất ơi, thiệt á, nó còn có ăn có học, nó vô duyên. Tao không nói mày là không ăn không học mà cũng vô duyên như thường. Dạ. Mệt mỏi quá à. Đây là con gái của cha đó, con thấy như thế nào? Chắc phải cho con suy nghĩ lại quá à. Sao vậy? Con thấy hình như là không được bình thường mà chắc cổ thường thường, cổ hay lên trên ngọn cây cổ chơi. Đúng rồi, trời ơi, ta có hai sở thích. Một là leo lên ngọn cây, hai là nhảy xuống dưới giếng chơi. Đó, đúng rồi. Trời ơi, mà cái đó con sợ lắm. Xuống giếng với leo lên ngọn cây con sợ lắm. Đứng hình đi con đứng hình. Đứng dạ. Hình cho cha, nha không? Nè, sĩ tử kia, bây giờ ngươi hãy nói về cái gia cảnh của ngươi cho ta nghe xem. Dạ, thưa cha, đối với gia cảnh của sĩ tử này, xin thưa cha. Nhà con làm nghề gì? Dạ nhà, con là chuyên buôn lụa. Hả? Trời ơi, cha. Ơi. Bung tại, lụa. Tại sao mà cha cho con lấy một người làm nghề bung lụa vậy? Trời ơi, nhà mày bung lụa. Dạ không. Về dành lụa với con thì dạ, sao? Dạ không, cha? Dạ không, dạ không. Dạ buôn lụa. Thì ra là nhà con buôn lụa. Dạ. Dạ. Thôi được rồi, trai chưa vợ, gái chưa chồng. Cứ mua bán với nhau đi, thuận mua vừa bán. Trời cha, chứ kỳ cục vậy. Cái sống cha phải tôn trọng con chứ. Trời, con là con gái của cha, con là cành vàng lá ngọc, mà tại sao cha lại đem con thuận mua vừa bán mà lại rẻ rúng như vậy? Cha coi con là ai? Chàng, em thích chàng. Trời đất ơi, trời mà khó ghê vậy đó. Vậy là hai đứa chịu rồi phải không? Con thích cái chùm râu của chàng quá. Con nhìn cái chùm râu này con nhớ ông ngoại con quá trời luôn. Rồi à. Nàng ơi, đúng rồi phải không? Nàng ơi, ta nhìn nàng, ta cảm thấy ta muốn thương cha quá. Cái gì vậy? Vậy? Sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Bên đây. Ta sẽ chọn ngày lành tháng tốt để làm hậu sự. À, cái gì vậy cha? Để làm hôn lễ. Cha vậy là cha chịu đó, mình vô mình động phòng luôn đi anh. Vậy hả? Thưa bà, đợi nó đậu trạng nguyên đi. Dạ. Rồi muốn làm gì thì làm. Dạ, dạ đúng rồi, chàng chưa thi đỗ thì chưa động phòng. Đúng rồi, em xin lỗi là em mê trai sớm quá. Dạ. Chờ đợi như vậy hoài cũng phải là cách. Ê,
ông biết kỳ này nó thi đậu không nữa. Chứ nó thi hai mùa rồi, rớt hết hai mùa. Con rể tương lai của tôi, hy vọng lần này nó đem tin vui về cho tôi. Dạ thưa bá hộ, con là kẻ lên kinh kỳ ứng thí vì lỡ đường khát nước. Con đến đây dạ xin cho con một lu nước. Mày uống cho ngập mặt hay gì mày, mày xin nước mặt xin cả lu. Dạ, dạ con uống rồi một... thôi rồi rồi. Về mày thấy im re, không kèn, không trống, không người tung hô dạng tuế là hiểu rồi. Rồi rồi, mặt như đưa đám. Sao vậy con? Sao mày đi hoài mà mày rớt hoài vậy con? Hả? Mày chạy mà mày nói là mày ham học, chạy mà mày nói là mày có chí. Mày thì rớt hoài à. Rớt rồi phải không? Không có cho gì hết trơn á. Cút. Không có cho mày hả? Thưa cha, con đi cha thì được rồi. Ai cha, ai cha, ai cha. Không có ai cha của người hết trơn á. Nếu cha không cho phép con kêu cha bằng cha thì xin thưa bá hộ cho con được rước vợ con về. Vợ nơi... nào, vợ nào, vợ nào ở trong nhà tôi mà ông vô nhoi 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 ông đòi rước. Thì đó, thì đó ông bá hộ hứa gả cho con. Ai hứa với mày? Tao hứa với Trạng Nguyên, không có ai hứa với thằng mà hồng dở như mày đâu. Gì kỳ? Còn con gái của ta Lữ Thị Mỹ Nữ, ta đã gả cho người khác. Gì kỳ vậy, ngộ vậy? Lành, lành ơi, lành. Vậy, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Tưởng ai mà kêu gia nhân của nhà này ra đây làm gì? Mày bước qua đây ta biểu. Dạ, để con bước. Mày đó ha, mày cũng dễ sợ lắm ha mày ha. Cải trang cho tao nhận không ra, làm ông bảy mò, mò tao quá trời quá đất. Mày mò tao xong mày gài hàng thằng anh kết nghĩa của mày vô cái căn nhà này ha, để nó hốt con gái tao. Ta tưởng đó là nó chịu ăn, chịu học, ha, có chí. Thi rớt hoài. Bây giờ ta nói thẳng ra, bây giờ ta không có gả con ta cho mấy cái thằng học dở. Dạ, thưa ông bá hộ, ông cho phép con nói được không ạ? Nói đi. Dạ, dạ thưa bá hộ, dạ túng thế tùng quyền nên tụi con mới nghĩ ra cái cách nó như vậy. Dạ, làm giả thầy bói để mò mu rùa để mà dạch ra cái kế này, dạ cũng khó khăn lắm. Khó khăn cái gì? Tao nói thiệt, tao không phải là người độc ác, phải không? Tao nghĩ nó có chí, tao mới là đầu tư cho nó. Trời mày biết bao nhiêu của nã của tao không? Hả, tao dồn vô mà. Hả, con gái tao cũng dồn vô mà. Chỉ có lấy cái chức Trạng Nguyên thôi mà lấy không được là sao? Nhưng... thôi, cút xéo, cút xéo. Tao nói rồi, con gái tao ta gả cho người khác rồi. Vậy thôi. Còn lời hứa, còn lời hứa. Không hứa hẹn gì hết trơn trời á. Chừng nào thi đậu Trạng Nguyên đi. Nói chuyện. Rớt, không có nói chuyện. Ông nói thi đỗ Trạng Nguyên thì ông mới nói chuyện. Đúng. Ông mới giữ lời hứa. Đúng. Ông nói thì ông giữ lời nha. Chứ bà ông mà không giữ lời thì ông đừng trách tôi nha. Mày làm gì tao? Hả? Tức quá, tức quá. Trời ơi, trời ơi. Mày làm bằng tao hả? Mày làm bằng tao không? Hả? Sao mày làm tao không? Sao mày làm tao? Trời ơi. Thấy đục không? Cái tiếng của mày nó đục rồi. Lành ơi, lành ơi, trời ơi, anh Giang em, anh xin em hãy chứng minh cho cha anh thấy. Anh bình tĩnh, nói có sắc mắt có chứng. Nói cái gì? Nãy ông mở miệng, ông nói là... Mày đừng nói mày móc đồ ra mày giết tao nha. Đây. Gì vậy? Tặng quà hả? Không cần. Anh dám đâu. Đây là chiếu chỉ. Người cầm chiếu chỉ thì phải là người trong hoàng cung. À. Trời đất ơi. Xin giới thiệu với ông. Đó là Trạng Nguyên. Trạng Nguyên đây hả? Trạng Nguyên gì mà múa dữ vậy ông nội? Hả? Ăn mặc vậy mà Trạng Nguyên. Dạ thưa cha, con lột áo mạo Trạng Nguyên gửi cho quân hầu cần, mặc chiếc áo cơ hàng để thăm cha già lùng tiết ngày xưa. Trời đất ơi, trời, Trần Minh nhập mày rồi hả? Trần Minh khố chuối nhập mày hả? Đúng ăn rồi. Ăn mặc mà Trạng Nguyên. Cái chuyện này giống y như Trần Minh. Ông là quan huyện. Dạ. Đó là Trần Minh. Dạ. Còn ta là công chúa Bích Dân. À, không, không phải Nhuận Điền. Nhuận Điền. Nhuận Điền. Không, tao không chịu. Làm gì phân tao dây ác vậy? Bộ tao ác lắm hả? Tao là đầu tư nuôi nó.
mà thôi mệt quá, mày cặn gì vậy? Mày nói cái đó là cái gì? Dạ thưa cha, đây là chiếu chỉ của vua. Chiếu chỉ? Dạ, sắc phong cho con làm trạng nguyên đó cha. Trời, đưa đây, đưa đây. Ông cướp chiếu chỉ hả? Cướp cái gì? Mày đưa tao coi chứ. Trời, trời đất ơi. Nhìn đi, nhìn đi. Nhìn đi. Có cái chiếu chỉ nào mà nó dài như cái cầu hết trơn trời. Bực mình, biết mấy chữ là biết rồi. Làm gì mà chiếu chỉ gì? Đây, Phụng Thiên Thừa Dẫn. Đừng có đọc mấy cái đó, tao đọc cái chỗ mà đăng tên nó với cái chức trạng nguyên thôi. Đây. Tao chi mà dài vậy? Đây nè, lưu bể nè, là u lu bờ e b hỏi bể lưu bể đó, chỗ lưu bể đó. Bà thấy không? Trời ơi con ơi con. Trời ơi thương quá trương. Trương. Trời ơi thương quá. Con là trạng nguyên rồi hả con? Dạ. Trời ơi, mỹ nữ ơi. Mỹ nữ. Chồng con dạ. Về rồi. Con ơi. Dạ. Con ơi con, chồng con đã đổ trạng nguyên. Vinh quy bái tổ. Trạng nguyên, chàng ơi. Cái gì hả bên này? Dạ, bị lộn nước. Trạng nguyên, chàng ơi. Vàng xa. Ủa sao kỳ vậy trạng nguyên? Vàng xa. Không có rảnh nha. Trời ơi, đổ trạng nguyên trở mặt với tôi phải không? Ta không thích nàng là bởi vì nàng thay lòng đổi dạ. Cha nói nàng lấy chồng rồi, giận luôn, nghỉ chơi luôn. Con ba ba xù luôn. Không có. Nói ai vậy cha? Phải nói giùm coi, nói giùm bác coi. Hồi nãy là tao giận quá, tao nói vậy thôi. Chứ nó chưa có lấy ai hết á. Thiệt hả cha? Em vẫn chờ chàng mà. Em vẫn một lòng một dạ, không thay lòng đổi dạ, thậm chí bộ đồ vẫn còn y nguyên chàng, thấy không? Trời ơi, nữ, mỹ nữ, thật dạ. Vậy hả? Thật mà. Trời ơi, thương quá đi à. Ta sẽ chọn ngày lành tán tốt để cử hành hôn lễ. Dạ ai, cứ ai? Cho hai ta. À, cho dạ. Hai. Cho hai trẻ. Làm gì theo tôi hoài vậy hả? Trời ơi, tôi biết là tôi đẹp nè, tôi cũng có chút nhan sắc, tôi thì cũng từ chứ làm vậy bị khóp á. Có xài điện thoại không? Có. Móc ra. Nè. Bấm đi. 0909 15 15 0808 gọi về nhắn tin nha. Ê, gì kỳ vậy? Trời đất ơi, tôi đâu có muốn nhắn tin với cô đâu, đâu phải cô đâu đưa số điện thoại làm gì? Ủa chứ không cô đi theo làm gì? Hả? Trời đất ơi. Em không nhớ hả? Anh là chồng của em đây. Vợ ơi, trở về bên anh đi vợ. Anh là chồng em này vợ. Trời ơi, chưa bao giờ được đám cưới nha. Mà nói thiệt với anh, nó nghe nè, trong cái list bạn bè của em mà người yêu của em á, chưa bao giờ mà nhiều quá em đâu có nhớ anh đâu. Anh là ai? Nhắc nhớ. Trời đất ơi, em có nguyên một list bạn trai luôn hả? Một list. Trời ơi, mối quan hệ em rộng quá. Em không phải là dạng dừa đâu. Mà nè, anh phải nhắc cho em nhớ. Anh đây. Anh là chồng của em đây. Vợ ơi, trở về nhà với anh đi. Trở về nhà với anh đi mà vợ. Vợ ơi, em đừng có chạy nữa. Anh với em không kịp đâu. Vợ ơi, vợ. Vợ ơi, em đừng có chạy nữa mà. Vợ ơi. Em đừng có vậy. Mày tránh ra con gà đang kiếm vợ nè. Vợ ơi, em đi đâu vậy vợ? Vợ em đừng có chạy nữa mà. Anh không ký anh nổi em đâu. Cái gì vậy? Hả? Tụi tôi cô la kêu cứu đúng không? Thì tôi ra tôi cứu cô này làm gì chạy vòng xô té hoài vậy? Ủa? Là anh đang cứu em hả? Thì cứu nè. Trời ơi, nói cho anh nghe nè, tự nhiên cái không biết đâu ra đi theo lẻo đẻo theo em nè. Cứu em đi chàng, cứu em đi. Ha, nè tên kia là ai mà lại đi theo con gái người ta là sao? Tao mới là người phải hỏi ngươi á, ngươi là ai? Nếu như ngươi đã thành tâm muốn biết thì ta đây sẽ sẵn lòng trả lời. Ta chính là chàng trai. Trời đất ơi, trời ơi, nhìn là biết chàng trai rồi chứ lẽ là con gái. Ủa dạ, thôi nói gì vậy? Nè người lạ, ngươi làm cái gì mà đi ra đây ức hiếp nữ nhi là sao? Trời đất ơi, tôi có ức hiếp nữ nhi đâu, đó là vợ của tôi. Trời đất ơi, bà này vợ người ta thì qua bên đó nói chuyện với chồng đi. Lại đây chồng mày đóng cửa dạy nhau trong nhà đi ra ngoài đây la sùm. Tôi tưởng chuyện gì tôi đã cứu nó, tôi rảnh rỗi dễ sợ không? Thôi bye nha, đi. Trời ơi, không có phải, có quen biết gì đâu, đâu có phải vợ chồng không quen đâu. Gì đâu. Tôi cũng quen biết đâu, trời đất ơi, đi vụ một cái này lòi cái mặt ra liền. Không phải là chồng người ta mà đi theo làm cái gì? Vợ ơi, vợ,
Trời đất ơi anh ơi, cô bị mất trí nhớ, cô không có nhớ ra tôi. Vậy là cái bà này. Trời ơi, không có phải. Em với ảnh không có quen nhau vậy trơn á chàng trai. Trời ơi. Trời ơi, sao? Bây giờ nói chàng trai nghe nè. Khi mà bước ra đường á, gặp một người phụ nữ gọi là mong manh, vệ vợ, yếu đuối như em, thì anh phải có nhiệm vụ cứu em chứ, tại sao nãy giờ anh không cứu em đây? Tôi nhìn bà là tôi cứu ổng trước đó. Nhưng mà theo quy luật là chàng trai phải cứu cô gái. Là phải cứu hả? Đúng rồi. Là cuối cùng là sao, nói dối hả? Nói dối, cứu. Nói cứu dối đi. Ha. Thì ra là nói dối. Trời đất ơi. Sao? Trời đất ơi, bạn còn cô ta mới là người nói dối á. Đàn bà con gái mà nói dối người ta là sao? Không có, ổng có xạo á. Nói xạo. Nói lao. Nói lao ha. Nói leo á. Nói leo hả? Nói leo là ông á, chàng trai nói leo á. Tôi nói ông. Tôi. Ông ba phải vừa phải thôi. Làm gì hả, ra đây cứu tôi hay ra đây ông làm gì? Đâu đâu ra cứu thiệt, nhưng mà gió chừng nào mình theo chừng đó thôi. Vậy mà ơi. Bây giờ cứu em đi, nhiệm vụ là phải cứu em đúng cứu, không? Cứu, rồi cứu. Cứu đi. Thôi, ngươi làm gì vậy? Ê, mày làm gì vậy? Múa vỏ. Trời ơi, múa vỏ kìa. Không phải, cái này em thấy quen, cái này tôi gọi là múa đương đại. Múa đương đại hả? Ê, giờ nó chuyển qua cái khác rồi kìa. Nó múa nhân gian á, đi quả chám. Dễ sợ luôn. Em, con hồi nào á, tí nữa nó múa cột luôn không? Ai biết đâu, ai biết không đâu, tao nói. Ê, nó múa cột thiệt rồi kìa. Em biết múa cột không? Em biết múa cột không? Múa đẹp dễ sợ. Em biết múa cột không? Em biết múa cột chứ. Vậy em hả? Em múa cột đành ngoài à. Nhậm vui. Mày chỉ có quen biết gì đâu mà chị ơi, sao vậy em nội? Tên kia. Đã sợ ta chưa? Không có sợ, ổng không có sợ mà tôi sợ nè ông nội. Tại sao lại sợ? Đúng rồi, bản mặt tôi nè. Trời đất ơi, Dung đi lên em vậy. Sức ra kia đứng đi khỏi chung. Xin lỗi nha. Trời, ê, người đã sợ ta chưa? Không sợ. Trời ơi, mày làm gì? Làm gì vậy? Làm chó sủa cho nó sợ. Ê, mày không có cắn mày nha. Đây làm gì? Nó là mẹt rê, tôi là pitbull. Con này dữ hơn nè. Mày đây. Ôi. Tóm lại là bây giờ em nói cho anh nghe nè, câu chuyện bây giờ hắn với em, hắn rình em từ trong cái ngõ đó đi ra tới đây. Trời đất ơi, em nói cái gì vậy? Anh là chồng của em mà. Em nhớ lại giùm anh đi. Được rồi, anh là chồng của em. Em ơi, em nhớ lại giùm anh đi. Anh là chồng của em mà. Em nhớ lại giùm anh. Anh là chồng của em. Ra đi. Trời đất ơi, chị là chồng người ta. Anh là chồng của em mà. Chồng mà. Em đừng có nói. Trời đất ơi, sợ không nè. Tại sao vậy? Tại sao vậy hả? Nói bao nhiêu lần không bị. Nói bao nhiêu lần không bức mình hả? Ơi à, má tha. Giờ sao? Đúng, anh đứng sau lưng em nè. Được ha. Giờ sao? Con nhỏ này nha, hôm nay mày may mắn. Còn thằng kia nữa, tao cảnh cáo mày. Tao cảnh cáo mày, mày mốt không được khen chuyện người khác kìa chưa? Được rồi, tụi mày hay lắm. Ba cây chi? Ha, đi ăn bún cà ri. Ăn bún cà ri. Cái gì vậy? Cô có sao không? Kiểm tra này có bị sao không? Em cảm ơn chàng. Hả? Em cảm ơn chàng nhiều lắm nha. Nếu mà như không có chàng cứu em á, chắc có lẽ em bị nó bắt cóc mất rồi. Thôi không có gì đâu. Nói mà sao mà em hả? Ủa? Sao vậy? Ủa nãy thấy em đeo cái túi màu đen đúng không? Không biết lo làm chó quá không để ý. Thì đâu rồi? Ai biết đâu. Rõ ràng hồi nãy em còn cầm trên tay đây mà. Chết cha, vậy là có khi nào. Chết rồi, đúng rồi, nó lấy rồi. Không được đâu. Bao nhiêu tiền bạc em dành dụm, em làm đúng cái năm nay á, em đi về quê lên xe đây, đem về cho mẹ em đó. Bây giờ ái trần tức tức lấy mất của em vậy rồi sao mà em có tiền em về đây anh. Thôi nè, nín đừng có khóc. Thôi vậy nè, giờ tôi cũng còn chút đỉnh. Thôi ráng thu xếp về quê đi nha. Không được đâu, em không lấy đâu anh ơi. Thôi nè, em không lấy tiền của người lạ đâu. Cầm cho tôi vui đi nè, tổng cộng là 2 triệu đó. Không được đâu, thôi em không lấy đâu. Thôi cứ cầm cho tôi vui đi, không có gì hết. Anh ơi, em không lấy đâu, làm vậy kỳ lắm. Không, giữ đi. Anh ơi, thôi em lấy. Lấy đi. Em cảm ơn anh nhiều lắm nha. Dòng với cái quân đó, thế nào nó cũng gặp nạn hơn em à. Em cảm ơn anh nhiều. Thu xếp về quê đi nha. Vậy là có tiền về quê. Lần sau em lên em sẽ đền đáp cho anh. Em sẽ đền đáp cho anh. Mày lấy tiền đi coi nè. Lấy tiền thôi. Anh ơi,
trời đất ơi, ở đâu đây? Trời ơi, vô nhà tôi. Anh ơi anh, trời ơi, gì mà thấy gớm quá vậy nè. Anh ơi dậy. Trời ơi, anh ơi, dậy anh ơi. Trời ơi, đang ngủ rồi. Anh ơi, dậy rồi. Anh ơi, dậy. Trời ơi, dậy. Mệt quá. Trời đất ơi, chịu hết nổi rồi. Bây giờ anh dậy chưa? Anh dậy chưa? Anh dậy chưa? Hả? Nhà của tôi, anh đi ra khỏi nhà tôi liền lập tức. Nhanh lên. Nhà này nhà của cô, cũng bị khủng không vậy? Anh có bị điên không? Đây là nhà của tôi mà. Ở đây phòng số 21. Ở chung cư 421. Ở quận 7. Ở thành phố Hồ Chí Minh City. Đã thành phố rồi mà còn city nữa. Thì kệ bây, tôi đi. Bây giờ anh đi ra khỏi nhà tôi không? Cô nếu... đi vô lộn phòng rồi. Cô thấy tôi đọc đúng không? Lộn phòng thiệt hả? À. Sao giống nhà tôi quá vậy ta? Ờ vậy thôi. Phiến. À, xin lỗi anh nha. Xin lỗi. À, anh ngủ tiếp đi nha. Gái gì đâu mà hư thân mất nết. Vô thấy trai là tương tước. Đi ra khỏi nhà tôi. Ủa dạ cái gì vậy? Cô đi lộn phòng là cô cứ kêu tôi ra khỏi nhà hoài. Trời, tôi tức quá đây. Đây là nhà của tôi, rõ ràng là nhà của tôi mà anh lộn phòng thì có đó. Cô lộn phòng thì có, đây là phòng số 21 đúng không? Phòng số 21. Tòa nhà 421 đúng không? Đúng rồi. Quận 7 đúng không? Đúng rồi. Thành phố Hồ Chí Minh City đúng không? Đây, chứng minh nhân dân của tôi đây. Coi đi. Đúng chưa? Đúng chưa? Đúng rồi. Vậy đi ra tôi ngủ nữa. Đúng là anh lộn nhà thiệt rồi. Làm sao mà lộn được? Trời đất ơi, anh địa chỉ của anh là đúng số nhà, đúng số phòng, đúng tòa nhà, đúng quận luôn. Ừ. Nhưng mà sai khu rồi. Anh ở khu B, còn tôi ở khu D. Ừ. Mà hiện giờ anh đang ở khu D chứ không phải khu B. Chúng ta ở tòa nhà BD. Anh là B mà. Mà anh vô D là sao chứ? Y chang à, đúng rồi, cô lộn phòng đó. Anh mới lộn á, trời, tôi nói vậy mình. Bây giờ tôi tức quá đi. Bây giờ anh làm ơn đi ra khỏi nhà tôi liền đi. Cô không tin không? Được rồi, để tôi lấy giấy tờ nhà cho cô coi. Cô quá đáng nhiều phải thôi nha. Trong lúc tôi đang ngủ, cô lấy sơn lại nguyên cái tủ màu trắng hết là sao? Cái tủ màu tím của tôi đâu? Cái tủ màu tím của tôi đâu? Trời ơi, đàn ông mà xài tủ màu tím. Hồi nãy tôi còn nghi. Nói tại sao đàn ông mà ở khu B? Bây giờ tôi biết là sao mà ở khu B rồi. Đàn ông đích thực. Ờ, đàn ông đích thực hay là đàn ông thích đực? Dở nha. Hả? Tôi nói cho anh biết nha. Cái bộ bàn ghế màu tím của tôi đâu? Trời ơi. Rồi đâu nữa? Bộ tách trà màu hồng của tôi đâu? Bộ tách trà màu hồng của tôi đâu? Thôi đủ, anh đừng hỏi nữa. Những cái đồ đó đang ở trong cái tòa nhà của anh á. Đang ở trong nhà của anh á. Đây là nhà của tôi. Những vật trang trí thì tôi mua từ lúc tôi mới về đây ở rồi. Nhìn kỹ lại đi. Ờ đúng rồi. Đúng rồi. Vậy là tôi lộn rồi hả? Anh lộn rồi. Anh làm ơn về giùm tôi đi. Mà... à, trời ơi, sao cửa sổ của tôi bị bể kính rồi? Anh vô nhà bằng cách nào vậy? Tôi đâu biết, tôi nào có hay.
Vậy sao nó trong nhà tôi, anh ngủ trên ghế sofa của tôi? Tôi nhớ rồi. Sao? Tại ngày hôm qua đi làm về xong rồi bạn bè dắt kêu đi nhậu. Ừ. Rồi tôi xỉn quá. Ờ. Tôi mới nói là tôi ở bên khu B. Ừ. Mà nó dắt vô bên khu D. Hèn gì nó hỏi chìa khóa, tôi đưa chìa khóa đó, nó mở cửa không được. Cho nó đập cửa sổ để cho tôi đi vô. Trời ơi. Trời ơi. Bây giờ bể cửa sổ của tôi rồi kìa. Thôi anh làm ơn đi, anh đi về giùm tôi đi. Trời ơi, bộ anh có cái thói quen là xỉn vô cái là lột đồ hết vậy đó hả? Anh mặc gì trong đó vậy? Mặc gì? Hả? Mặc gì á? À, anh đừng nói với tôi là anh là siêu nhân nha. Trời ơi. Mà phim siêu nhân mới giờ hình như không có. Không có luôn hả? Ôi làm ơn chứ, ghê quá làm ơn. Đây nè. Đi. Điện thoại. Lẹ nha, mặc lẹ nha. Alo, em nghe nè honey. Cái gì? Anh lên liền hả? Thôi đừng lên. À, không, ý em nói là em đợi anh lên lâu quá rồi mà bây giờ anh mới chịu lên. Dạ, bây giờ anh lên nhà em liền hả? Rồi, anh lên liền nha, em chờ anh. Dạ. Trời ơi. Mặc xong chưa vậy, lẹ lên. Thôi đi về liền. Người lên đây nè, trời ơi, chết tôi rồi. Trời ơi, hay là chú con hết hồn, con tưởng là thôi bây giờ gì? Dạ không có gì hết. Ủa sao hôm tháng này chú thu tiền rác trễ quá vậy chú? Đâu có, từ hồi sáng tới giờ á tôi rình rập nhà cô lâu lắm rồi. Ủa, nhà con có cái gì hay sao phải rình rập vậy chú? À không, ý tôi lộn á, là từ sáng giờ tôi đợi cô á để thu tiền rác. Dạ, tháng này tiền rác nhiêu vậy chú? 40 ngàn. 40 ngàn hả? Ừ. Dạ, để con gửi chú liền. À chú ơi, con không có tiền lẻ, thôi chú giữ giùm con luôn nha. Thôi, không được, để hồi tôi thối lại cho 10 ngàn. Dạ chứ... thôi, chú lên nữa mất công phiệt phức lắm. Thôi chú giữ luôn đi. Không được đâu trời, cái gì ra đó tôi là rõ ràng lắm. Đợi tôi xíu đi, hồi tôi lên tôi thối cho 10 ngàn. Chú ơi, khỏi mà chú ơi, chú ạ. Trời ơi. Anh gì ơi, ông thu tiền rác. Đây hả? Ông thu tiền rác hả? À. Vậy mà tôi tưởng đồ bồ cô già dữ vậy. Trời ơi, tầm bậy không à. Anh đi về giùm tôi cái đi. Trời ơi, làm ơn đi, lần sau tỉnh táo. Ê, cái cửa sổ làm sao thay kính đây hả? Rồi, tôi bên khu B mà. Khu B phải không? Nhà cửa phòng y chang vậy luôn mà, yên tâm đi nha. Rồi sao anh không có đợi cho tôi, mẹ tôi lên tôi tháo cái cửa anh, tôi gắn cho cửa rồi, tôi rồi cứ tháo hết đi. Cái gì trong nhà tôi thấy cái gì tháo được cô cứ tháo nha. Thôi đi, anh đi về đi, anh đi về đi. Đi đâu vậy, đi đâu vậy? Cửa kìa. Chết rồi bây giờ. Hay là ông thu rác? Không phải đâu, người yêu tôi đó. Chết rồi. Phải không? Anh làm ơn, bây giờ trốn giùm tôi đi. Trời ơi, để đi chi nữa. Đi đâu sao quần vậy? Cái gì? Coi như mua thêm bức tượng. Trời ơi, bức tượng này mà xấu quá vậy chú. Nằm yên trong đó nghe chưa? Ra liền. Trong này luôn đúng không? Trong đó đi ra ngoài làm gì nữa? Rồi. Buông anh ra đi. Anh Honey, sao khóc? Ngồi xuống đây đi, sao khóc vậy Honey? Sao khóc? Sao vậy? Sao gặp em là khóc vậy? Em ghét anh lắm đúng không? Không có, em thương anh hơn bản thân em nữa. Em hận anh lắm đúng không? Không có. Em muốn giết anh mà đúng không? Không có mà, sao lại nói như vậy? Vậy tại sao bây giờ không chịu mở cửa cho anh? Em không muốn gặp mặt anh nữa mà. Cho anh chết cho rồi đi. Mà thôi mà được chết. Để tôi đập đầu chết cho rồi. Đập cái này là bể tắt chứ không có bể đầu. Anh ơi, tại vì á,
Tại nhà cửa em nó bề bộn quá cho nên là em muốn dọn dẹp tươm tất rồi mới đón anh vô. Chứ bất công á, anh đánh giá em là gái mà ở dơ quá cho nên là em sợ. Đừng giận em nha. Nhưng rồi chỉ vậy thôi hả? Dạ chỉ vậy thôi. Hốt cho nó gọn lại cho nó tày quầy mất công. Chỉ như vậy thôi hả? Chỉ vậy thôi anh à. Em có biết anh nhớ em nhiều lắm không? Anh nhớ em hả? Sao em có một ngày mà anh nhớ em như 24 tiếng vậy đó? Ủa anh ơi, một ngày là 24 tiếng mà anh. Ý anh nói là sao em một ngày như mà anh nhớ em tới 24 tháng vậy đó? Trời ơi, dữ vậy hả? Em nhớ em tới 9 tháng 10 ngày luôn. Anh nhớ em mình rối loạn, mấn loạn trong đầu luôn đó. Thương quá, thương quá, nhớ mà ôm nhờ bông nhách luôn vậy đó hả? Em cũng biết là anh yêu em. Anh yêu em như là cá yêu nước. Trời ơi, anh yêu em như là bướm yêu hoa. Thực tế quá. Anh yêu em như là đất yêu cây. Trời ơi, thực tế. Anh yêu em như là hủ tiếu yêu nước lèo. Ngon quá. Anh yêu em như là chôm chôm yêu cốc. Trời ơi. Anh yêu em như là bún yêu mắm tôm. Anh yêu em. Bây giờ mình dừng lại được rồi đó anh. Tình yêu của anh bắt đầu có mùi rồi đó. Không được. Để cho anh nói hết. Để cho anh nói hết. Đúng rồi anh à, em biết là tình cảm của anh dành cho em bao la như vũ trụ vậy đó. Em biết rồi, thương thương quá. Anh ơi, hôm nay anh tỏ tình với em nồng nàn như vậy, anh làm em bất ngờ quá. Như vậy là em bất ngờ rồi sao? Bất ngờ rồi. Anh còn làm nhiều thứ cho em bất ngờ nữa. Ồ, bất ngờ đến bật ngửa luôn hả? Đúng như vậy. Chuyện gì nào? Anh móc em ra coi cái này bất ngờ nữa nè. Anh móc em ra à, anh móc của anh cái này ra em bất ngờ. Anh móc cái gì? Cái này. Trời ơi. À! Anh ơi. Chá chá. Chá chá. Chá chá. Chiếu. Nó chiếu. Chá chá. Chiếu. Chá. Trời ơi. Ôi. Chá chá. Trời ơi, không khéo là mù mắt em. Nguyện làm nô lệ cho em, nguyện yêu em suốt cuộc đời, ân cần chăm sóc cho em từng giấc ngủ. Chỉ cần em thấy vui tươi, chỉ cần em luôn mỉm cười là hạnh phúc với anh người ơi. Em đồng ý lấy anh làm vợ nha. Hả? Gì vậy anh? Quên quên lộn, em đồng ý lấy vợ làm anh nha. Vậy? Em đồng ý làm vợ anh nha. Trời ơi, anh rối quá. Anh làm em bất ngờ quá. Em có chịu hả? Trả nè. Anh đồng ý. Em làm anh hạnh phúc quá. Em cũng rất là hạnh phúc anh ơi. Anh cầu hôn em. Ôi, em ngày hôm nay lấy hết can đảm em mới cầu hôn em được đó. Gì vậy? Cầu hôn. Anh cầu hôn em thật lòng không? Thật lòng. Anh yêu chỉ một mình em. Chỉ mỗi mình em trong trái tim của anh mà thôi. Anh thật lòng với em. Sao anh khóc nữa? Từ lúc em đồng ý làm vợ anh, anh áp lực quá. Chết cha. Sao vậy anh? Ngồi trên đây nghe anh nói nè. Sao giờ anh nói cho em nghe đi. Bây giờ em mới là vợ của anh rồi. Bây giờ đúng như vậy. Bây giờ mình động phòng liền được rồi đó. Trời ơi. Ôi, em đừng gọi quá. Em đừng gọi quá. Chứ sao vậy, làm vợ rồi. Cái đó để từ gác qua đi. Ôi vậy hả? Cái chuyện áp lực này lúc trước nè, em biết sao không? Sao? Từ lúc có em làm vợ rồi, anh là một đàn ông phải là trụ cột trong gia đình. Anh đúng phải rồi. Lúc mình cưới, mình phải cưới vợ sinh con đồ nữa. Đúng mình rồi. Nuôi đứa con, nhưng mà công việc làm ăn của anh bây giờ. Trời ơi, thôi được rồi. Bây giờ mình anh muốn làm gì em cũng chịu anh hết. Tại vì bây anh giờ là chồng tương lai của em mà. Em sẽ giúp anh. Em sẽ tìm cách giúp anh. Nha, bây giờ anh bây giờ, thôi, bây giờ anh về đi. Anh về đi rồi em mới có thể tính được. Bây giờ chứ anh ở đây em rối quá. Anh cứ khóc hoài em không tính được em, cái gì em hết. Em không đưa anh 100 triệu hả? Em sẽ đưa, nhưng mà bây giờ em không có tiền liền ở đây. Cái gì đó vậy? Anh ơi, sao anh dễ xỉu dễ khóc quá vậy nè. Em sẽ đưa. Em sẽ đưa, nhưng mà không phải anh không về giờ đâu. Nếu không có 100 triệu anh không về đâu. Anh chết, anh gian mặt mày quá rồi. Anh chết đi, anh nhảy xuống cầu thang anh chết rồi. Được. Để anh chui vô tủ anh đập đầu anh chết rồi. Đừng. Trời ơi anh ơi, vô tủ nó
nó không có bể mặt mà nó đổ vỡ ra nhiều thứ lắm anh ơi. Anh làm ơn anh bây giờ anh chán giá mặt mày quá sao, anh không còn thấy nào có sức nào đi về nhà được nữa. Cho anh vào cái dép dùm gì đó. Hả, vô đâu? Dép dùm là cái toilet hả anh? Đúng như vậy. Rửa mặt. Định thật phải có 100 triệu cho anh nha. Dạ anh đi thẳng nha, đừng ở vô tủ nha anh nha. Đi về đi mà. Đi về liền đi. Em ơi, ơi. Cái khăn để ở đâu vậy? À, để cái khăn để không có khăn. Đi về. Để đâu? Đi về. Khăn để đâu? Em ơi. Cái khăn để đâu cho anh mượn anh lau mặt cái. Khăn. Ý kiến của em hả? Để anh lau ý kiến coi. Sao cái tủ của em? Dạ. Sao kiến em có gì bị lỗi phải không ta? Dạ. Sao kiếm em bữa nay sao manh mập quá vậy? Dạ tại vì quá vậy? Tại vì em ốm á, cho nên là em muốn mua cái kiến cho nó nở ra cho nó. Rồi em đứng lại đây coi cái kiến của em coi. Không được, anh đứng lại. Kiến một mình em anh đứng thôi, một mình em vô nữa là nó bị lỗi. Sao kỳ vậy? Không biết. Đâu cái kiến của em? Kể chuyện cười cho anh nghe hả? Dạ không có. Anh đọc mấy chuyện cười này trong mấy cái báo chuyện cười nhiều lắm. Ngoại tình trốn vô tủ lạnh rồi. Không phải, tao quýnh mày bữa nay tao đánh ngang này. Mày cởi hết quần áo rồi tao quay lại đăng Facebook. Mày cởi hết quần áo rồi cho tao. Không, đừng. Ở tao đánh ngang mày. Ở bên trong em ngộ nghĩnh lắm anh ơi. Anh nghe em đi, em nói thiệt mà. Tình ngay Lý Giang anh ơi, anh vô lộn nhà. Thôi bây giờ đi về đi, anh đi về đi. Dạ. Không được, em vô lộn phòng. Tao phải đánh ghen mày mới được. Mày cởi không? Lấy đồ đi về đi. Ai cho mày về mày đứng đó. Mày đứng đó. Anh ơi, thôi mà. Đi về đi mà, em nói thiệt. Bây giờ, trời ơi, hiểu lầm thôi mà. Hiểu lầm. Ủa sao làm cái nhà bà rần rần mà cửa thì không khóa vậy? Ôi Lan ơi, Lan ơi, vậy? Lan giúp giùm Linh đi. Nói. Bây giờ anh tên gì vậy? Lim. Long Lim, Lan Linh. Đúng là 4L. Là Long lầm Lan với Lim. Long lầm Linh với Lim, Lan lựa lời lối. Cái gì vậy? Nói đó, muốn nói đó. À nói đó hả? Mà chữ lời nhiều quá nó bị liệu. Rồi bây giờ giúp đi, dạ giúp giùm đi. Tại vì cái không? Này là anh Lim, anh vô lộn nhà chứ không phải Lim, là... Lim lộn lòng. À lộn lòng. Lộn lòng. Lại. Lắc lui Lim quá. Trời ơi. Lôi quá. Lôi rồi. Đưa lấy liền này hết lui rồi, lôi đi lề đi. Hả? Anh ơi, đây là Lan, giới thiệu với anh là Lan là bạn khoan, của em. Khoan! Anh... Đây là... Linh. Hả? Linh lé. Gì? Linh không có lé, Linh mắt bình thường không có lé. Lan liệu, Linh né. À, Linh né hả? Lim có lé không? Đứng yên đó đi. Lim. Long lên lầu lấy lưỡi lam, lấy lầu lưỡi liềm, Long lên lầu lấy lại. Trả lại cho tôi. Cái gì? Bình tĩnh lại, em bình tĩnh lại đi. Cái áo này của tôi mà. Em bình tĩnh lại đi. Trên công ty phải không? Cái áo này là trả cho Linh. Còn cái thằng này nè, là nó phải trả cái điện thoại cho tôi. Em bình tĩnh lại. Em bình tĩnh lại. Em bình tĩnh, có chuyện gì nói. Lam lầm. Đây là Long, là chồng sắp cưới của Linh. Đúng rồi, Lan. Mới vừa trao dẫn đến hôn mà tự nhiên gọi điện thoại đây. Lan làm mình, đừng có lộn. Trời ơi, chồng sắp cưới.
Mới cầu hôn tức thì. Mới cầu hôn. Trời ơi, lãng mạn lắm, hát gì vậy? Anh là nô lệ của em suốt đời nữa đó. Rồi rồi tôi biết rồi, nó hát, nó tặng nó nhận trước. Xong rồi nó hát, xong rồi sau cái màn đó đó là nó mượn bàn 100 triệu phải không? Đúng rồi. Em làm chứng. Tặng xong rồi hát á, anh là nô lệ của em là hạnh phúc, cho mượn 100 triệu kinh doanh cốc. Tôi nói cho bà biết bà là biết hay vậy? Cái nhẫn đó là cái nhẫn giả đó. Giả gì nó chiếu quá giờ chiếu luôn giả gì? Chiếu cái gì, cái này là nó không mua một chiếc đâu mà nó mua một rổ. Để nó đi dụ, nó lừa gạt người ta, bà hiểu không? Nè, hôm bữa cũng vậy nè. Qua nhà tôi, nói yêu tôi, tặng nhẫn cho tôi, cái đầu mượn 100 triệu. Đó, mượn 100 triệu bà có cho mượn không? Tiền đâu mà cho. Tôi mới lấy cái quý giá nhất là cái đời con gái của bà. Trời ơi. Mày vậy? Tôi đâu có ngu mà dại dột lấy đời của bà này. Tôi còn sáng suốt. Mày nói nữa hả? Lúc đó làm lấy cái quý giá nhất là cái điện thoại má ơi. Cái điện thoại đời mới nhất đưa cho nó. Đưa xong rồi cái nó trốn luôn tới bây giờ tôi phải đòi lại. Bây giờ mày trả. Bình tĩnh lại. Trời ơi, để tôi trả. Để tôi trả mà. Trả liền mày. Nhanh lên. Cái gì vậy? Mình làm nô lệ cho em. Ôi, trời ơi, bệnh gì vậy? Hay điên hả? Như vậy là sao? Trời ơi, đó, thấy chưa? Nhiều quá. Điện thoại tôi nè. Ủa sao mày đổi hình nền vậy mày? Hình nền tao đâu? Delete rồi. Gặp mặt nó cũng tán đó hả? Nói vậy nè, anh Long ơi. Như vậy là thiệt hả anh Long? Thiệt nó luôn gạt đó. Anh khó nói quá. Còn chiếc nó này em lấy luôn không? Bây giờ nó nha, vừa mày quá đi. Chứ giờ sao? Bây giờ là mày... Tại sao vậy hả? Tại sao đời con gái của tao mày không lấy đồ tài sản của tao? Tại sao vậy? Tại sao mày lừa tao vậy? Có một cái tình cảm, một tình yêu thật sự như vậy á, thì tôi cũng nghĩ là sau này cũng sẽ có một cái tình cảm, một cái tình yêu thật sự đang chờ cô ở trong tương lai, cô hiểu không? Đừng có buồn nữa nha. Coi như là bài học vấp ngã vậy. Hả? Anh nói đúng ha. Cái cũ không đi làm sao cái mới nó đúng đến. Cái cũ đi. Hả? Cái cũ đi. Cái mới mới tới. Cũng được ha. Được là anh nói thôi. À vậy thôi. Thôi tôi về. Mà cô đừng buồn quá nha. Rồi mà tôi cũng xin lỗi cô. Nguyên ngày hôm nay tôi làm phiền cô quá. Sao? Tôi đến tôi quậy phá trong căn phòng của cô. Cô đừng có buồn nữa nha. Dạ. Đừng buồn nha. Dạ. Vui lên nha. Cảm ơn anh. Không có chi. Cô đẹp quá à. Cảm ơn. Tôi cũng đẹp nữa. Đi nha. Anh ơi, khoan về rồi. Sao cái này giống trong phim quá ta. Cứ mỗi lần mà bước đi một cái, ngay khúc cuối cùng kêu tên mình quay lại, lại hay yêu nhau lắm á. Em cần gì anh? Em nói đi. Anh hứa anh sẽ làm hết. Bây giờ ngay thời điểm này em rất cần anh. Em muốn nắm anh thật chặt. Em cần anh. Em cần anh đền cho em cái cửa sổ khác. Yeah.
mặt sợ tụi vậy? Trang nói cái gì em không nghe. Người ta đẹp trai như vậy nè mà kêu là chó mặt sợ là sao? Thì đúng rồi, thời buổi này kêu bằng gấu bằng mèo là xưa rồi, phải kêu bằng chó mới dễ thương, phải kêu bằng chó mặt sợ. Nhưng mà ta kìa, muốn xin lên quốc dương chạy thôi. Đứng lại, giỏi cho mút xilin, hay cho mút xilin, dám cả gan hẹn hò với cha trong hoàng cung này hả? Nếu như không nhờ nhu mẫu đánh đập ta hả, ôi lộn, đánh thức ta vậy thì ta sẽ không bao giờ biết là em gái ta đã lừa dối ta rồi. Quốc Dương à, em xin lỗi anh nhiều lắm, nhưng xin anh hãy tác hợp cho chúng em đi, bởi vì chúng em yêu thương nhau thật lòng mà. Không thể được, em đường đường là quận chúa của Dương quốc Si Ba Chao, còn hắn là hoàng tử của Dương quốc Sa Bu Chê, là tiểu Dương quốc bị nước ta đô hộ, dòng thư gốc ỏi mía diêm, mà dám dụ dỗ em gái ta là xương xa hột é hả? Có lộn, kim chi ngọc diệp, quân mới đâu, bắt hắn lại đánh cho ta. Hỏi đi, làm gì vậy? Ta chưa có đánh mà. Ủa, chưa đánh hả Quốc Dương? Xin lỗi, ta làm hơi lố. Ngươi làm quá lố, bây giờ mới đánh đây nè. Quốc Dương, Quốc Dương ơi, em xin anh, tất cả mọi lỗi lầm là do em. Anh hãy đánh một mình em đi. Không, đánh một mình ta đánh thôi. Đánh một mình em đi mà. Đánh một mình ta thôi mà. Thôi, được rồi, ta đã hiểu tình cảm của hai em rồi, cho nên á, bây giờ buông tay ta ra, ta đánh được chứ. Limousine. Limousine là con nào? À, ta gọi lộn chiếc xe của ta. Limousine. Bị gắn. Anh ơi, hãy đánh em đi. Đánh ta đi. Đánh em nè. Đánh một mình ta đánh thôi. Đánh em thôi. Tình cảm của hai đứa dành cho nhau ta cảm động quá à, cho nên ta quyết định đánh cả hai đứa. Ôi. Quốc Dương ơi, Quốc Dương ơi, con xin người, xin người hãy tác hợp cho chúng con đi mà. Quốc Dương ơi, em xin anh hãy tác hợp cho chúng em đi, cho dù anh có giết chết tụi em. Ta sẽ đồng ý cho hai đứa một cơ hội để đến với nhau. Cho một cơ hội thôi chàng ơi. Nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Đó là hoàng tử phi bóng. Dạ. Hoàng tử phi cát. Người cũng biết ở Dương quốc của ta có một con kênh mang tên là kênh Tàu Hủ. Và con kênh này có rất là nhiều Tàu Hủ thúi. Tầm bậy, có rất nhiều rác. Thì đó, kênh Tàu Hủ mà có rất nhiều rác, cho nên gọi là Tàu Hủ thúi. Thôi đi, muội đừng có nói nhảm đây nữa. Hoàng tử Vi Cát, người phải ra đó vớt sạch rác con kênh đó cho ta. Còn nếu không làm được thì đừng hòng lấy quận chúa em ta làm vợ. Và ngươi phải chịu hình phạt là hằng ngày phải ra đó tắm rửa gội đầu. Trời đất, đây quả là một thử thách nghiệt ngà. Sợ rồi. Chàng ơi. Ta không sợ. Chàng không sợ. Phải, nàng hãy yên tâm. Nơi nào cần có Vi Cát, nơi nào có rác có lao công. Có... Ủa? Thì đúng rồi, nơi nào có rác thì nhờ có thần dân và lao công của hai Dương quốc, chúng ta sẽ dọn sạch rác ở con kênh Tàu Hủ này luôn. À, đúng không chàng? Đúng rồi. Đúng không anh? Đúng như vậy đó. Nhưng mà hắn làm đi, ta mới thấy được, ta mới tin. Dạ, tụi em nhất định sẽ làm cho anh coi. Nhưng mà trước khi làm, xin anh cho tụi em một thỉnh cầu. Ta đồng ý. Xin Quốc Dương hãy cho phép tụi em được ăn cơm trước kẻn. Hả? Cái gì vậy? Ủa có gì đâu. Bây giờ tụi em đói bụng quá, mà cái kẻn đánh giờ cơm trưa nó chưa có đánh, cho nên em xin anh cho em được ăn cơm trước cái giờ kẻn đánh để có sức mà đi lao động. À, thôi được, anh? Ta đồng ý đó. Quốc Dương đồng ý rồi chàng ơi. Nhưng nè, Phi Cát, ngươi nhắm có làm được hay không? Ta làm được, xin người hãy yên tâm. Trong vòng 3 ngày, ta sẽ dọn sạch con kênh đó. Được, sau 3 ngày sau tôi quay trở lại xem kết quả của nhà ngươi. Dạ. Hỡi tất cả thần dân, xin hãy cùng với ta vớt rác. Nàng đến bên ta tự tin nắng mai, sưởi ấm tim ta bao ngày da băng.
Nàng ơi hay chăng tim ta trao em tình yêu không phai. Chàng hỡi hay chăng tim em đã yêu, từ lúc gặp chàng là em ngất ngây. Rồi khi bên nhau lòng em xôn xao vì ánh mắt ấy. Em yêu ơi đến đây trao môi hôn ngất ngây, ta say bao ước mơ giữa cơn mộng say. Đồng kênh đã hết rác rồi, ta sẽ đồng ý cho hai người đến với nhau. Tiếng yêu lãng quên buồn đau. Ta yêu nhau mãi thôi, ta bên nhau suốt đời, ta cho nhau tiếng yêu mãi không rời xa. Làm ăn. Trời ơi, bao nhiêu người năn nỉ luôn á, người ta khóc luôn à, tuồng của bạn. Tự nhiên tôi cảm thấy giống như là tôi có duyên với chú vậy đó. Giờ chú tính sao? Rồi rồi, là chú quay là chú coi một lần nữa nó được đặt cọc luôn phải không? Rồi vậy đi, quyết định nhanh gọn lẹ vậy đi chú. Rồi gì tôi đợi ha. Rồi chứ không là tôi bán cho người khác rồi nghe. Rồi dạ rồi rồi rồi. Ai bảy. Ủa? Vợ chồng tôi buồn lên rồi hả bay? Dạ. Sao đi đường xa mệt không con? À trời ơi, đi xe khỏe re à, không có mệt gì hết trơn á. À phải. Vậy lâu quá không gặp lại gì. Gặp lại thấy già quá vậy. Tao chứ phải ăn nít quỷ đâu, sống lâu năm không già. Không phải, tại mình nói thiệt thôi, thì lâu ngày không gặp thì già. Lâu ngày gặp lại sao cái miệng vợ bay nó cũng có duyên được thêm miếng nào ha. Rồi thôi ngồi nghỉ mệt đi con. Dạ cảm ơn dì. Ừ. Cha nhà dì Bảy đẹp quá dì Bảy ha. Ừ trời ơi, bao nhiêu tiền bao nhiêu của đổ vô sao không đẹp được. Ai vô coi nhà cũng khen hết đó bay. Dạ dì Bảy. Ủa nhà đẹp quá rồi, khoe của hả, cho người ta vô khoe khen hoài à. Ừ con này sao bay, phải nói chuyện cho nó duyên hơn giùm tao chút được không? Là sao? Trời đó, bay khoe của cái gì? Biết sao không? Tại dì Bảy đang đăng báo bán nhà. Ủa? Nên ta vô ta coi nhà nên ta khen. Chứ khoe của gì? Đang yên lành gì tự nhiên bán nhà, bộ dì Bảy làm ăn thua lỗ hay sao? Không phải, khổ lắm mày ơi, tại nay có chuyện. Khổ lắm. Có con hồi... cái chia gia tài hả? Cái đầu dì Bảy phải chia đúng không? Bởi vì ta nói bây giờ đó, con cái nó mất dạy lắm. Nó mẹ nó còn sống sờ sờ đó mà nó đòi chia gia tài cho bằng đặng bằng được à. Tôi nói mấy cái đứa này phải đi trời đánh nha. Trời đánh nó chết cho ba má nó sáng mắt ra. Ý mày nói tao tối mắt hả con? Nên trời đánh cho ba má nó sáng mắt là tao sáng mắt đó đúng không? Ủa? Mày trù tao hả? Ủa là con gì hả? Chứ con ai? Ừ bà ơi, bà nói ít lại giùm cái coi. Dạ. Bớt nói giùm tao nhờ. Dì Bảy thông cảm đi. Vợ con ở dưới quê nổi tiếng là cái gọi là cái miệng lá mơ đó. Lá mơ là sao? Mà cái xì, bà muốn xì, bà muốn nghĩ gì bà xì ra. Thông cảm đi, hồi nó mới sanh ra đó. Là cái mỏ mới lừa lầu ra trước. Hèn gì. Thấy cái mỏ nó nhọn quá trời quá đất à. Bớt nói giùm tôi cái được không? Dạ xin lỗi gì. Lỗi phải gì không biết nữa à. Biết sao không? Nói nào ngay á, dì khổ tâm lắm. Hồi còn sống á, Dường bay có nhận đứa con nuôi. Đó rồi nghĩ sao cái bây giờ cái nó cái ghé đây thăm hoài à. Nó làm ăn thua lỗi đó rồi ghé đây. Bữa xin mấy chục, bữa xin mấy trăm ăn cơm. Rồi chưa. Bữa tuần trước tới đây, nói nhà nó bị giải tỏa gì đó rồi xin lại ở nhờ. Thôi dì cũng thương gì cho nó ở nhờ. Mà ở được cứ ở luôn ở lì vậy đó. Nên tôi dì bực quá, dì bán nhà cho nó xong phức cho rồi, đuổi ra khỏi nhà cho nó xong. Trời đất ơi, tại sao là có những cái người mà tham lam như vậy? Muốn của người ta là của mình không? Ủa mà phải là con nuôi không? Hay là con rơi của Dượng á? Không, sợ con rơi á nha. Bây giờ hay có trường hợp đó lắm nha. Ở như ở dưới quê mình nhớ không? Cũng có cái trường hợp vậy đó. Nói là mộ hôn con nuôi nhưng mà thật ra là đem con về cho vợ lớn nuôi. Dạ chị Tư, chị bớt nói gì mà chị Tư. Trời mày nghĩ sao vậy, chị Bảy bay lấy được tao là mừng hết lớn. Ông vừa già vừa xấu nữa, ở đâu mà có bồ nhí mà lòi ra con rơi. Là nói nghe biết sao không, chị thấy cái thằng này á, cái mặt nó không có giống như Bảy bay. Con dạ. Nuôi, chứ không phải là con rơi con rớt gì đâu. Con nuôi hả? Ừ. Không nhưng mà nói nghe nè. Sao? Chị bán nhà đúng rồi đó. Sao vậy? Bán đúng đi chứ để mốt có đòi chia. Vô duyên, con nuôi với ba con ruột đâu đòi chia với chết.
Trời ơi, vậy là không biết gì rồi. Sao? Ở dưới quê kìa cũng có trường hợp y chang luôn. Con nuôi nó đi kiện cái đồ chia gia tài. Con nuôi có quyền lợi như con ruột mà. Có không? Trời ơi, có luôn hả bậy? Ủa sao mày biết hay vậy? Dưới quê mình kìa mới ràng ràng đó đó. Trời ơi, có vụ đầy luôn á hả? Trời ơi, không được. Sao hả? Alo, từ từ. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. À, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi. À không, tôi không phải mẹ nó đi công chuyện rồi. Hả? Thiệt hả? Tôi chạy lên liền, tôi chạy lên liền. Tôi là bà ngoại đó nè. Rồi. Trời ơi, chết rồi bậy ơi. Chết rồi. Trời ơi, thằng cháu ngoại của gì? À, nó chết rồi hả? Chết rồi hả gì? Em đi mua vòng hoa lẹ không ơi? Đi. Chết rồi nào? Mới nói rồi, thằng cháu ngoại chết rồi. Chết, đây là có chuyện nguy kịch, hiểu không? Nó ở trên trường nó chơi sao á, bị đập đầu vô cái tường. Rồi chết luôn rồi hả? Trời ơi, nó đập đầu nó chết rồi ông ơi. Đi mua vòng hoa lẹ. Bà nội, tôi nói nó chết rồi nào? Hả? Đập đầu vô tường tao có nói chết chưa? Trời, như vậy là chấn thương sọ não rồi. Trời ơi, bây giờ đi vô bệnh viện hỏi coi bác sĩ sọ não, cái đầu của bay vô chứ sọ não. Không phải hay gì? Không phải, bây giờ người ta đưa vô bệnh viện rồi, gì phải chạy vô coi nó làm sao. Nghe chưa, ở nhà coi nhà giùm gì. Anh nè, cái thằng con nuôi của gì á, nó còn nói chút mà nó tới nó thăm gì, đem trái cây gì lên điếu gì, nó cho bộ nó nói gì, nó kiếm cớ vô nhà nó ở thôi. Đây coi, bà đuổi ra giùm gì nghe không? Nha. Đuổi người là để của con. Nhớ nha, mà đuổi cho khéo khéo, đừng để mít lòng em con. Dạ. Giúp gì nha. Ê, khoan nữa. Hồi nữa, có hai vợ chồng tới đây coi nhà. Con là để mua nhà đó. Tụi con tìm cách sao rồi nó giới thiệu nhà rồi này kia cho gì nghe không? Nó vô cho người ta mua nghe không? Gì? Cái vụ tụi con nhờ gì sao? Quên nữa. Cái vụ ấy tao xin được đi làm tụi bay rồi. Ở trên Long Khánh á, nhà bàn của dì. Đó, ở trên đó làm là chỉ coi giường cái tượng cho người ta thôi. Thứ bảy chủ nhật tao mới về một lần. Hiểu không? Tháng 5 triệu đó được không? Trời ơi, như vậy là mình đi làm giường thì phải bán vé số hả? Bán vé số gì đây? Trời ơi, thường ở dưới quê con mà lên trên đây á, toàn đi bán vé số không à, chứ không có được làm giường đâu. Nói thiệt các con, rồi con già rồi với con mà trẻ xíu nữa là con đi bán cà phê cũng được. Bay bán cà phê ai dám uống? Nhìn tới ghê, thôi chạy vô bệnh viện coi sao. Nhớ nghe không? Nhớ nghe. Chưa? Thằng con nuôi nhớ đuổi ra gì nghe không? Để nó tới đây là chết. Gì? Nhưng mà cuối cùng là sao? Sao? Là cháu gì không có chết đúng không? Trời ơi, không có chết mà. Bực bội và coi nhà cho gì nghe không? Dạ. Bà đập ơi mà nấu năng cẩn thận giùm tôi cái được không? Không, là tôi thắc mắc thì tôi hỏi thôi chứ tôi đâu có biết đâu. Người ta nói là chỉ vô bệnh viện thôi. Lắm chứ bộ giỡn hả? Thì nó cũng có tùy trường hợp chứ. Ê bà. Nào mình vô nhà được. Bây giờ mình vô nhà nha. Đâu vô nhà gì được. Quá trời ơi, thiệt là không. Hồi nãy hứa với dì Bảy là sao? Thì có gì đâu, thì giờ gặp cái người nào con nuôi lại đem trái cây tới thì mình đuổi đi, gặp hai vợ chồng tới coi nhà thì mình tiếp đón nồng hậu, vậy là trả ơn dì Bảy rồi. Nói vô cho ta mua nhà này. Ừ đúng rồi. Trời ơi, ba cái khoản này mà tôi không có rành. Làm ông sao? Ông ơi, ông làm để tôi cho, tôi rành mấy này lắm. Bà rành hả? Ừ, mấy cái chiêu trò này tôi ghê lắm. Đâu mà nói tôi nghe, bà làm sao đâu. Đầu tiên á, ê dù gì quá, nói mà nói lớn nhỏ tôi nghe cũng được. Nói nhỏ thôi nha, không nói lớn, nói lớn mắc công người ta nghe. Trời đất ơi, bà phun cái gì mà phun khí thế vậy? Cái gì? Bà nói gì xù xì không mít gì. Ê bà lại vậy. Bà nói gì cũng nói nhỏ mà ông nội nè. Ý vậy đi. Có sách theo trái cây. Tôi thấy rồi, giờ trái cây hơi bự nha. Cái mặt láo cá thiệt chứ. Ừ, nhìn là thấy ghét. Bà Bảy rồi. Chị Bảy em có nhà. Đi vắng rồi. Ai đây? Để thôi đấy. Gì đây? Sao? Về. Muốn về? Kiếm gì Bảy? Bà Bảy phải không? Bà nhập viện rồi. Đừng có giỡn chơi với tôi ra, mới nói chuyện tôi hồi nãy đó thì đây trong điện thoại giờ nhập viện. Bà nói chuyện điện thoại với anh đúng không? À. Hèn gì, đang nói chuyện điện thoại giật bất tỉnh vô bệnh viện. Ủa bây giờ quyền thừa kế căn nhà này là của tôi. Điện thoại giật. Ừ. Hồi đó giờ tôi mới nghe cái vụ điện thoại, cầm điện thoại mà giật xỉu à. Không đọc báo, bây giờ điện thoại giật chết người như chơi nha. Phải không? Chứ sao? Nè. Trời ơi trời, tôi tính đem trái cây lại rồi. Rồi cảm ơn. Giữ đi trái cây là mình ăn được. Ừ. Bây giờ nhà này là của tôi nè, bây giờ muốn cái gì nói với tôi. Không, tôi định lại gặp bà Bảy để bà không có cần gì hết.
Tôi không cần biết mục đích anh lại đây để làm cái gì, mà tôi nói cho anh biết là bà Bảy không ở đây, bà Bảy nhập viện rồi. Tại vì sao? Tại ngôi nhà này có ma. Cái gì? Căn nhà này có ma? Chứ sao? Thì bà đừng có giỡn nha. Tôi không giỡn. Chứ tại sao cái điện thoại mà tụi nó giật chết người? Ồ, sóng âm mạnh quá. Là sao? Mà đi tôi kể cho nghe. Đi ra coi, đi ra. Đủ rồi. Sao sao sao? Khi mà mới bước chân vô trong căn nhà này tôi lạnh dữ lắm. Âm á, người âm hiểu không? Nó làm cho mình có cảm giác rợn người. Nè tôi nói tôi còn nổi da gà nữa không, thấy không? Da gà nổi luôn rồi đúng không? Sao kỳ vậy ta? Nhà này âm u lắm. Là sao? Kể tôi nghe coi. Tôi muốn biết cái nhà này nó có ma là sao? Dạ chuyện là vậy nè. Tôi nói hồi đó đó, bà Bảy này nè, trước khi mà bà đào móng lên bà xây nhà đó, bà phát hiện ở dưới có 18 bộ xương. Phải không? 18 bộ. Mà thay vì bà đem người ta đi hỏa táng, ta gửi vô chùa đi. Không, tiết tiền, biết làm gì không? Làm gì? Đem ra ngoài sau hè đó. Đó, ngay góc này nè, lại đây tôi chỉ cho. Ngay đây nè. Đó, ngay cái góc đó đó, thấy không? Đó, đó. Cái gì vậy? Ê, buông ra, buông nhà, buông. Tôi đang chỉ ông thôi, đó, cái góc đó đó. Ông thấy một cái gì đó nó âm u không? Màn đêm nó bao, đúng không? Đó, bà đào lên ngay chỗ đó, bà để 18 bộ xương xuống lại, bà lấp đất lên. Bà lấy cây, bà chồng lên luôn, không ai biết. Cái ghê không vậy? Ghê lắm. Ông, tiếp ông. 18 quan hồn đó, ta bị như vậy, ta oan ức, không thể nào đầu thai được. Chỉ biết lãng vãng trong căn nhà này, không suốt ngày suốt đêm. Ông nói chuyện bình thường thôi. Ông đừng có nói cái giọng âm, tôi sợ. Tôi sợ ma lắm á. Giọng bình thường của tôi là như vậy. Hả? Mà không thấy ghê thiệt, tôi sợ. Kể từ ngày đó trở đi, trong căn nhà này không lúc nào mà nó không xảy ra những chuyện lạ thường. Chẳng hạn như cái gì? Bà có thể kể cho cậu này nghe đi. Giúp giùm, kể tiếp giùm tôi nghe coi. Để tôi. Tôi kể cho ông, đừng kể nữa, cái giọng ông ghê thiệt luôn á. Bởi vậy? Ngồi xuống. Giống như trong nhà tắm. Bữa đó bà đang đi tắm, hiểu không? Bà vừa bước vô trong nhà tắm. Làm cái gì đó? Sợ thì không được ôm vợ tôi. Không quên. Quý đừng ôm, tôi đang kể mà ôm vậy. Sao bà làm tôi sợ quá? Tôi khùng quá, tôi đang kể ôm vậy tôi sướng hay sao tôi kể? Đó. Xong, bà bước vô nhà tắm. Tôi kể lại khúc này nha. Bước vô trong nhà tắm. Tự nhiên cái cánh cửa kêu một cái. Quay ra. Bà nhìn không thấy ai hết. Rồi sao? Bà quay vô. Bà thấy vòi nước chảy. Trời ơi. Lúc đó bà hoang mang liền. Bà thấy vòi nước chảy xối xả. Bà suy nghĩ. Bà nhớ ra. Tại sao? Hồi nãy bà quên khóa. Cái gì đâu có ma gì đâu. Ma ngay cái chỗ cái cửa cái két mà không thấy ai đó. Phải không? Chắc nãy tôi kể chưa nhấn cái đoạn đó đúng không? Kể lại nhấn cái đoạn này nè. Thôi được rồi, kể tiếp cái gì khác đi, kể tiếp đúng không? Tiếp. Cái chuyện này mới chính nè. Chuyện nào chính? Vừa thấy vòi nước là bà nhớ ra là bà quên khóa, cái xong một cái mà ghê nè. Cái gì ghê? Bà khóa vòi nước lại. Khóa lại? Hết. Ủa đâu có ma gì đâu má. Trời ơi, ông nội này, tôi nói ma là cái cửa đó. Cái ma sao mình thấy được? Thì cái cửa quay qua không thấy ai, là ma nằm ngay chỗ đó đó. Hình như ông cũng không tin. Chuyện là bình thường thôi. Đó, đây là chồng tôi thấy nè. Chuyện của tôi mới thấy ghê. Cái gì á? Cầm lại đi. Chứ tôi đánh đường hồi là nguy hiểm lắm. Có một đêm trời mưa gió bão bụt, dì Bảy từ từ tiến vô phòng ngủ. Trong phòng ngủ có gì? Nằm xuống
không gian rất yên lặng, cho có một luồng ánh sáng ré qua phun ra. Người đau quá thì sao? Lợi dụng hả? Sao ông phải sợ quá? Đừng có giả bộ mà ôm vợ tôi hoài. Mặt ghê quá. Mấy ngày kể khúc là chính nè. Giữa anh xoan lập lòe, ngựa sang ngựa tôi. Vì vậy trợn mắt lên và nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại làm gì? Ngủ. Ngủ? Sao ngủ hoài vậy? Đợi đi. Khi nào? Ngủ tới nửa đêm là vậy à? Trời ơi, giờ nói giờ này mà đợi tới nửa đêm sao chết rồi. Khúc chính nó nằm ở đây nè. Sao đẩy giờ chính hoài vậy? Ông mở từ từ đừng. Nửa đêm rồi. Sao vậy? Đứng lên. Bà bay đứng lên. Bà đứng lên làm gì? Tiến ra cửa phòng. Tiến ra cửa phòng. Mở cửa ra. Bà làm gì? Cái tiếng cửa là lâu ngày không vô dầu nó kêu. Rồi sao? Vừa bảy tiếng vào. Vô đâu? Đi toilet. Sau đó sao? Trở lại giường. Làm gì? Đâm bắt. Bà làm gì nữa vậy? Bà ngủ. Thì sao ngủ hoài vậy? Đi toilet xong rồi vô ngủ. Đúng rồi ba. Vô toilet xong vô ngủ? Ừ. Đâu có ma gì đâu. Ma là cái khúc ở trong toilet đó. Sao tôi không có nói gì trong toilet có ma hả? Cái khúc trong toilet gặp ma. Nhưng mà tại vì bà chưa có kể cho nên sao tôi kể được. Trong toilet bà gặp ma, bà chắc bà sợ sao bà không có kể luôn, bà giấu. Chưa đâu. Khúc này mới chính nè, Nãy giờ chính hoài vậy? Không, nãy giờ tái thôi, khúc này chính nè. Trong lúc bà đi toilet. Sao? Tự nhiên có một giọng hát. Hát gì? La 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 la. Trong không gian âm u cùng nhau kêu về âm lòng cơn gió về ào nghĩa trang lạnh lùng. Trời ơi, nghĩa trang cái đồng 18 vong hồn mà nghĩa trang là đúng rồi. Hợp ca luôn hả? Ừ. Ông làm cái gì? Chết cha. Hả? Ông bị nhập rồi. Trời ơi. Ông ơi, bình tĩnh lại ông trời ơi. Thôi, tôi cảm ơn nha. Trời ơi ông ơi, đừng có bỏ tôi. Tôi cảm ơn mấy người, nhờ mấy người mà tôi biết được cái nhà này. Tôi cảm ơn tôi hỗ tôi đi. Thôi, tôi sợ quá. Anh ơi, chồng em bị chồng anh ơi, lại giúp em anh ơi. Anh ơi. Ui. Trời ơi, hay quá chồng ơi. Hay ghê sợ luôn rồi. Trời ơi, kể chuyện ông làm tôi sợ thiệt luôn không? Cái mặt ông ghê lắm luôn á. Cái hồn dễ sợ hồn luôn không? Gì vậy? Đi rồi. Ai đi? Quỷ con nuôi đi rồi. Nó đi nhưng mà tôi chưa đi mà. Ôi, giỡn nữa. Giỡn hoài. Ai giỡn với bà? La 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 la. Ông ơi, ông đừng làm tôi sợ nghe ông. Nhìn nãy giờ tôi có nói gì đụng chạm đến mấy người khuất mặt làm ơn phước tay. Tại sao mấy người đem cái chuyện chết chóc của 18 người trong nhà này ra làm trò đùa vậy? Trời ơi, tôi nãy giờ tôi nói gì sai làm ơn phước tay cho tôi. Đừng có làm gì chồng này hết, trả chồng này làm gì vậy nữa không? Không,
Vui quá. Giỡn chơi với bà thôi. Giỡn hả? Cái mặt mà thường ngày mà ăn hiếp tôi quá, tôi ghét, tôi giỡn chơi với bà thôi. Giỡn cái gì kìa? Hả? La la la. Sao rồi? Có gì vậy? Có gì của gì tới chưa? Hả? Dạ. Cái gì vậy? Sao mà không kìa? Có được, bậy quá. Má gọi gì? Đêm hôm nhắc mà nó sợ nó khóc. Ủa gì vậy? Sao đi lẹ về vậy? Trời ơi, rồi xong rồi, vô nhà tôi xong hết rồi sao? Ủa sao là mua áo quan chưa? Hụt, áo quan gì mày? Ủa cái gì? Áo quan gì? Sao vậy mà chết hả? Nói bậy nó bạ, còn chết rồi chết. Thì thường thăm vô là phải lâu chứ sao gì về lẹ vậy? U đầu chút xíu thôi hà. Trời, u đầu thôi mà. Lắp xong rồi, nó nghe là khách của gì tới chưa? Tới rồi. Tới rồi hả? Đuổi đi rồi. Ta con nuôi phải không? Đúng rồi, đem cái cày tới. Đuổi đi luôn hả? Đuổi nó đi, nó không dám tới, nó đâu yên tâm. Trời ơi, sao tụi bay hay dữ vậy bay? Vì đuổi hoài nó không đi nữa. Vợ con không mong mà. Ừ, được nghe. Hay lắm. Ừ, mai mốt mà có mấy vụ đuổi người ta kêu bay lên nữa. Chị vợ chồng con. Liền lắm mà, liền lắm mà. Alo, tôi nghe nè. Sao? Ủa anh Nam sao anh không tới coi nhà? Cái gì? Nhà tôi có ma. Ai nói? Trời ơi, không có đâu. Chắc là hàng xóm đó người ta ghét tôi, ganh ghét nó, ghen ăn tức ở, hiểu không? Nhà tôi xây nhà bự quá nè, ta ghét ta chọt vậy thôi. Làm gì có. Làm gì mà có cái vụ 18 bộ xương. Thôi được rồi, anh cứ tới đây. Anh tới đây đi, ba mặt một lời. Ai nói tôi kêu người đó qua, tôi nắm đầu đó qua đây luôn. Ba mặt một lời, anh tới liền. Anh tới liền cho tôi nghe chưa? Rồi, tôi đợi. Ủa, tôi quân cái ngủ nè mà ác ôn. Thì tướng nó trời không đánh tấn không đâm nó cũng uổng lắm nè. Sao vậy? Nó nghĩ sao nó đi nói nhà gì có ma. Ai vậy? Thì bởi vậy gì nói gì đâu có biết. Ủa mà sao gì biết cái tin là nhà gì có ma? Chị nè, ông Nam mua nhà. Chị gọi điện, anh đã gọi điện cho gì giờ hỏi sao chưa tới coi. Nó nói là tới rồi, nó gặp ai đó là nói đồn lên là nhà gì có ma. Cái gì Long Khánh, cái gì Long Khánh. Chỗ Long Khánh làm vườn đó không vậy? Đi, nhanh. Ủa? Mà tôi biết đường đâu đi. Đi xuống Long Khánh là tự tìm tự hỏi. Ở đây tụi con tự tìm. Được, phải ăn bữa cơm với gì chứ mới vừa nói. Khỏi. Không ăn uống đâu, ăn uống là mất chuyện đi chơi. Tụi là khác tới xin việc làm sao? Mà làm sao mà biết đường? Khỏi được rồi, con hỏi. Ủa làm sao biết đường? Tụi đang kỳ cục mà. Gì vậy? Mày ơi. Cái gì ai nhặt mày vậy? Trời đất ơi, ai này làm gì khó hiểu dữ trời. Trời ơi, cậu Nam. Vô đây. Tôi nói cậu nghe. Bà làm tôi mất thời giờ quá. Mất thời giờ cái gì? Bà mới nằm bệnh viện sao bà ra liền? Ủa tôi nằm bệnh viện hồi nào? Trời đất ơi, ở nhà tôi nói nè. Tôi biết rồi, hàng xóm đồn nữa đâu. Người ta ghét tôi, người ta trù tôi vô bệnh viện nằm ở trọng đó, anh thấy không? Bởi vì ghét cái đồn tùm lum hết á. Nói nhà này là ma có ma nè. Ấy. Nửa đêm bà bị mở nước đồn tùm lum ở trong nhà nè. Trời đất ơi, hồi nào? Tôi sống đây mấy chục năm trời có bị gì đâu mà nói ma cỏ gì ở đây? Có. Ai nói bây giờ, ai nói, anh nói đi. Con tám đầu sớm đúng không? Hay là con năm lẻ bên này? Không có con tám, con năm nữa. Ôi, lôi người trong đây. Người trong nhà này nè. Đó, ra đây đi. Chỗ chậu bông, chậu bông này, đó, ra đây. Hả? Nè, Tư hả? Nè. Ai nữa? Hai chồng nè. Ôi trời, ra đây, tụi bay ra đây. Trời đất ơi, sao kỳ vậy tụi bay? Sao vậy? Dạ. Đồn nhà gì có ma là sao? Dạ, đầu đuôi chuyện này là sao? Con không biết gì hết. Hỏi vợ con đi. Trời, nhà có ma kêu ta lại bán à? Là hai đứa này nói với anh đúng không? Đúng rồi. Sao vậy? Hồi nãy con tưởng đâu là cái này là con nuôi có gì. Nè, xách vỏ cái cây bự, con tưởng đâu con nuôi cho nên con mới nói có mang hụ con đuổi đi. Dạ. Đâu biết tới con nhà. Thì kêu đuổi đi, đuổi con nuôi gì đi. Ôi trời đất ơi, thì ra là vậy. Sớm xa, sớm xác tàu lao cơ mà. Trời đất ơi, cậu biết sao không? Nó lộn người. Tôi là tôi kêu nó đuổi cái thằng con nuôi tôi kìa. Nên nó giả bộ nó nhắc ma, nó hụ ta. Thôi, mấy người đừng có làm cái chuyện mà mờ ám. Thôi bà đặt cái nhà nghe. Bà có ma đó là không bao giờ tôi có đâu. Nãy thì của tôi đem cho là không. Nói nghe nè. Tôi đem tiền tôi đặt cọc cho bà nè. Bây giờ cái nhà này có ma, không bao giờ tôi mua cái nhà này. Có đâu. Nghe tôi giải thích cái đã. Trời đất ơi, đâu có ma cỏ gì đâu anh ơi. Trời đất ơi. Cũng tại tụi bay đó. Người ta vô, người ta gần tới mua nhà rồi à. Tao đem cọc tiền tới đặt cọc rồi à. Trời ơi, tiền vô tới họng rồi. Tao cũng được lấy là sao hả? Ma cỏ gì ở đây? Còn đồn là có ma hả? Có 18 bồ xương hả? Tụi bay dọn vô ở đi. Để coi 18 bồ xương nó ăn thịt tụi bay hay không hả? Dọn vô ở đi. Đồ hô đô. We'll be right back.
rồi. Dạ. Mà mời. Dạ bây giờ em hãy sao anh? Em đọc cái này hả? Em coi đọc đi. Dạ. Trời ơi. Những chiếc vỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu? Ủa anh ghi nãy giờ anh ghi bài hát anh. Mày khùng hả mày? Cái khúc trong này mày không cho thấy cái bài hát tao đang in, đang đi thi tiếng hát của công chức mà. Trong đó kìa. Anh ơi chắc là bây giờ là cái này được hả anh? Trời. Thằng này sao nó hỏi giống dài quá thiệt á. Bây giờ nè, em đừng có hỏi gì nhiều hết. Thấy không? Em chỉ biết là bây giờ em đang chạy vô cái chức là trưởng phòng. Dạ, trưởng phòng. Được không? Mà bây giờ em có học gì không? Dạ, học gì là em không có luôn á. Em có bằng gì không? Bằng gì là em không có luôn. Bằng lái xe em còn không có mà. Vậy mà em đòi vô cái chức trưởng phòng. Ba em muốn. Ba em muốn hả? Dạ. Vậy thì cái vụ này chạy hơi bị nặng nha. Nói chung là nó cái kinh phí là nó hơi bị nặng lắm đó nha. Anh bây giờ vậy mình nói vòng chi cũng mệt, không mấy giờ anh nói thẳng một suột đi là bây giờ anh muốn nhiêu rồi em về em kêu ba em đưa tiền cho em đưa cho anh luôn. Thôi thì bây giờ vậy nè. Trước tiên là anh thì mình làm việc là mình phải đâu ra đó đàng hoàng nguyên tắc. Dạ. Đầu tiên là em sẽ phải anh sẽ phải lo những cái giấy tờ này cho em. Dạ. Đó, lý lịch này nọ với lại này nọ rồi những cái mà cái bằng cấp này nó của em là anh cũng phải chạy trọt nữa. Hiểu chưa? Dạ. Chứ bây giờ mày không có bằng cấp gì hết trơn làm sao mà tao lo cho mày bình thường được? Bởi vì cái vụ của em nó nặng hơn vụ của người ta là vậy đó. Anh nói thẳng cái chuyện giá cả đi, từ nãy giờ anh cũng còn vòng đó. Bây giờ nè, lo hết này là bây giờ em đưa trước anh bao nhiêu để anh chạy? 30%. 30%. Là nhiêu tiền anh? Là 30 triệu. Anh nói cái gì? Anh mới nói cái gì? 30 triệu? Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, có phải tôi vừa nghe số 30 triệu, anh nói chính miệng anh đi. Phải 30 triệu không? 30 triệu. Sao rẻ quá vậy? Tôi không ngờ chức dưỡng hồng mà bây giờ đưa trước 30% có 30 ơi, triệu. Trời ơi, bà nội cha nó làm hết hồn bên kia. Trời ơi, vậy mà hôm qua đến giờ ông già của em nói là cái chức này còn khoảng 1 tỷ đó. Mà ổng chuẩn bị với em 1.5 tỷ mà trời ơi. Thật ra là vậy nè, Hiếu em ngồi xuống đây. Dạ. Thật ra là cái giá mà làm nó cầu cả tỷ hơn chứ không phải là ít. Dạ. Nhưng mà tại vì anh thấy em là cái đứa con có hiếu. Dạ. Không muốn cho ba mẹ buồn. Dạ đúng rồi anh, em có hiếu mà em tên Hiền nữa. Ừ. Dạ em có hiếu mà nhìn em hiền hiền á, người ta hay kêu em là thằng Hiếu mà từ gì giống hiền hiền là giống Hiếu Hiền. Bây giờ như vậy nè, nếu mà em đã nói như vậy thì anh sẽ giúp cho em. Với cái giá không phải là cắt cổ mà 1 tỷ đâu. Em mà ra mà em gặp mấy thằng mà chạy mà lơ tơ mơ là nó ăn em còn cả 2-3 tỷ chứ không phải là 1 tỷ nữa. Dạ đúng rồi, trước nó lớn. Thôi thì 30 triệu là đầu tiên là để lót tay cho anh. Cái đó là mình sẽ phải coi như lo người này chút, người kia chút. Với lại mấy cái bằng này nọ em hiểu không? Phải có cái bằng này bằng kia để vô nữa. Thí dụ như bằng A, bằng là C, tiếng Anh rồi này nọ để vô. Tại em làm trưởng phòng là ít nhất ra em phải có một số bằng. Đầu tiên là phải có cái bằng đại học rồi này nọ em mới có. Anh, mấy cái bằng đó anh lo dễ không anh? Thì nói chung là dễ chứ em. Anh lo mẹ có bằng lái luôn được không? Em lái, em có bằng lái. Bây giờ mình nè, mình làm xong này đi rồi mình nói tới bằng lái sao? Dạ. Yeah. Cái bằng lái là cái chuyện rất là dễ, tại vì bằng lái nó rất là rẻ, em hiểu không? Dạ. Yeah. Đó, bây giờ em cứ việc lo cái này cho anh. Em lo cái tiền bạc này nói đi. Một lời như đinh đóng cột. Một lời như đinh đóng cột. Anh nhưng mà bây giờ em biết là anh một lời như đinh đóng cột rồi. À. Nhiều khi bây giờ anh lấy xà beng anh nhổ ra cũng không chừng. Cho em hỏi một lời thôi. Chắc không? Chắc ăn không? Mày tên gì? Dạ anh tên Hiếu. To con đẹp trai mà được cái vô duyên quá ha. Bây giờ đừng có nói tới nó lui nữa, mày nói hồi tao bị rối ha. Dạ. Thôi bây giờ anh thề cho mày tin nha. Mày thấy cha già kia không? Dạ thấy. Cha già mà áo đỏ kia không? Dạ. Đó, thấy mặt vậy chứ cũng cỡ 70+ tuổi rồi đó. 7. À, ông mới có 56 tuổi. 56 hả? Dạ. Sao mặt háp dữ vậy? Em ở sớm này em biết. Đây, thấy gì chứ tướng tá của bộ còn ngon nha. Dạ. Sức khỏe anh tốt mà. Tao mà nói với mày mà chỉ cần mà tao nói láo, tao nói sai lời á, cho ngã cái đùng ra đất đi. Cái gì ông nói? Ồ sao vừa thề có liền vậy anh? Thề cái gì cha già chứ ông mắc cái gì vậy? Ông mắc cái gì mà tự nhiên ông ngồi ông té hả? Ai xô tao vậy? Ai xô vậy? Tôi đang ngồi tự nhiên ai xô té. Nội để cái chởm tóc là thấy ghét rồi. Ủa anh ơi, anh sao vừa thề ổng vậy là anh nói thiệt hay nói xạo anh? Bây giờ mày tin tao không? Nếu tin thì làm, không tin thì thôi. Dạ em mày tin. Mày nghĩ tao như vậy nè. Nè tao nói một lời thôi, không bao giờ nói dài dòng. Tướng tao ngắn là tao nói cái gì cũng phải ngắn, không? Pop 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 pop, bác lấy xong. Được.
không? Tiền tao cháu bút thí dụ giờ tao lường gạt mày. Tao kêu mày nói à, mày đưa cho tao hết 100% đi. Còn này tao lấy chi 30% đầu tiên làm gì? Dạ dạ cũng đúng mà tự nhiên em bây giờ tự nhiên em nghe bụp bụp bạc 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 thề té em cũng bụp bụp bạc bạc cái em hết cũng tin. Thôi trời ơi tao thiệt mày. Bây giờ vậy nè. Đơn giản một điều thôi, là mày có chịu làm hay không. Còn chứ tao là tao thấy chỗ này là tao hơi bị quê rồi đó. Gì đâu mà uống cà phê gì ít nhất ra đưa cái cà phê. Trời ơi là trời thiệt. Ngồi cái không khí nó buồn, nó chán gì đâu luôn á. Không ấy mình đi qua quán khác mình bàn được không anh? Đó. Cái đó cái chỗ là nói. Cái chỗ mà mình đi giao dịch này nọ đó, bây giờ em có đem tiền mặt đây không? Dạ có anh ạ. À. Bao nhiêu? Dạ rồi tiền mặt của em thì có khoảng chừng 400 ngàn. Mày đừng có chọc tao nổi nóng mày. Ô! Trời ơi. Sao giống anh em quá vậy? Mày nghĩ sao vậy? Nó quê, nó có cái chớp nó quê, sao mở ra nó cũng vậy vậy? Cái chớp của tôi nhìn là nó mô đen. Hiểu không? Nó hiện đại. Nó có chút gì đó mà gọi là xa xỉ phẩm văn hóa chút xíu. Cái chớp không giờ nó cứ hèo nàn lạc hậu quá mà. Nè. Tao nói cho biết nha. Bây giờ có tiền thì làm, còn không có tiền thì thôi. 30 triệu đầu tiên đó là rẻ rồi đó. Dạ anh yên tâm đi, em đi ra ngoài quán cà phê mình bàn xong công chuyện cái là em đi vô ngân hàng em rút tiền em đưa cho anh liền. Anh nhưng mà anh nhớ là ghi giùm em cái hóa đơn đỏ nghe. Cái gì? Ghi hóa đơn đỏ về em đưa cho ba em. Tao thiệt nãy giờ tao ứa gan mà dữ lắm nha mày. Mày nghĩ sao mà cái tiền mà lo chạy chọn giấy tờ cho mày mà ghi hóa đơn đỏ hả? Tao cầm 30 triệu mày tao đi chạy vô tao kêu người ta làm cho mày cái bằng này nọ đặng lót tay bằng giả nọ kêu tao ghi hóa đơn đỏ hả? Mượn nội ai ghi cho tao? Đúng rồi, không lẽ cái ghi cái phần lý do thu tao nói là tiền làm bằng giả. Vậy giờ có một tờ hóa đơn bị bắt nguyên chùm luôn á. Điên cũng vừa phải thôi. Rồi bây giờ nè, giờ đi được chưa? Dạ được anh. Ngồi đây tao thấy mặt cho dài, cái chỏm tóc là tao không ưa rồi. Rồi tao vô đây thấy nó nội vô rồi. Cũng cho hết đi. Vậy về hả? Về bắt tay cái ơi. Nè. Mình bắt kịp được không anh? Tại em sợ mấy anh. Đấy, vậy giờ dứt khoát là đi phải không? Đi dạ. Qua quán khác uống phải không? Dạ. Tính tiền cà phê đi, tôi có hóa đơn đỏ ở đây nè. Đó, đỏ luôn. Mày cần hóa đơn đỏ rồi, mày ấy đi. Đỏ nè. Tính tiền cà phê. Khỏi cần hóa đơn đỏ, nhìn thấy ổng là thấy đỏ rồi. Trả tiền cà phê đi, có hóa đơn đỏ liền. Em trả hả? Ai trả? Ai anh nãy không được á? Em đâu có kêu đâu, ảnh kêu mà. Thì ai kêu có trả bước ra không ấy thôi à. Ai lo giấy tờ đây mày? Ai lo giấy tờ? Dạ tiền giấy tờ, ba em đưa đủ tiền giấy tờ, không có đưa tiền cà phê. Anh trả tiền cà phê. Mày là thân với ổng không? Dạ. Ký sổ cho tao. Chú ơi, cho con ký sổ đi, rồi xong rồi con nói với ba con đem tiền tới trả cho chú, hứa với chú không cần lấy hóa đơn luôn, nghe chú. Chuyện tiền cà phê chú không thành vấn đề với con. Nhưng mà làm ăn gì cẩn thận nghe con. Ổng đi rồi chú ơi, con cùng mấy ba chú ơi. Mày là không được nghe con. Dạ con biết rồi. Thời buổi này nó không coi thông tin báo chí. Không coi trên đài truyền hình, cảnh giác quá trời quá đất luôn. Mình khả năng sao mình chọn việc làm vậy? Trời quỷ thần. Đó phải nói với tôi tuổi con trâu chứ tôi đâu phải tuổi con ngựa đâu. Mà suốt ngày tôi cứ phải chạy tới chạy lui, chạy hết cái này tới chạy cái kia. Vừa lớp thì hả, chạy tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền chợ. Rồi bây giờ phải lo chạy đi đón con nữa chứ trời ơi trời. Mày đi đầu ngõ ra đây người ta nghe rồi. Làm gì mà con gái mà tối ngày cầm ràm cái miệng đi ra miệng ống ống vậy? Ôi tôi nói vậy em ơi, tối ngày cầm ràm hoài à, kệ nó đi. Hai quán xá gì đâu mà để ly nước gì đổ tùm lum la vậy ông? Tại nãy mấy người vô uống kìa quậy kìa. Chị Năm uống uống như cũ hả? U như kỹ. Rồi, Tiết uống gì? Giờ là chỉ có rượu mạnh thôi. Mày khùng rồi á. Quán tao đâu có bán rượu đâu. Tự vô đây hỏi tao uống gì thì tao nói tao có nhu cầu uống rượu không có thôi. Mày quạo đâu mày quạo chứ, tự nhiên vô quán tao mày cầm ràm đâu, bây giờ tao hỏi mày uống gì mày nói uống rượu. À không, tao uống như kỹ luôn. Uống như kỹ á? Con đi nói với chú nghe, con không tức sao được. Sao tức? Không bực sao được. Con hỏi chú chứ ở nhà có một mình con hà. Tưởng đâu là ha, lo được cái chức vô trong đó cho ổng làm. Tưởng đâu là ở đây là con sẽ được hưởng phước. Mà phước đâu sao con không thấy? Con thấy là bây giờ con quạ không hả? Quả gì? Toàn là quả tới không à. Đó, bây giờ phải lo chạy tiền nè, trả nợ cho người ta nè. Rồi chạy tiền điện, tiền cơm, tiền nước, tiền nhà, tiền cửa, tiền học cho thằng Tí, đủ thứ tiền. Có một mình con. Rồi bây giờ tưởng đâu chủ nhật ổng ở nhà, ổng đi đón con, đi lo cho con, ai ngờ đâu không có. Chủ nhật ổng đi đâu mất tiêu, thấy không? Rồi bây giờ thằng nhỏ đi học thêm, còn phải lo chạy đi đón nó nè.
Tao không biết bay làm phụ nữ nhà để làm gì nữa. Có con chồng hiền lành thật thà vậy là quý rồi. Nó làm bao nhiêu lương nó đều đưa con hết. Rồi thằng nhỏ nó học trường nào cũng được, phải là trường điểm, trường chuyên, rồi chạy trường. Chạy trường không có tiền á, bắt đầu đi mượn tiền ta. Mượn tiền ta cái không có tiền góp người ta, phải chạy đầu này, bị người ta dí quá phải chạy đầu này mượn, mượn thì về trả tiền đầu này đầu kia. Tối ngày vợ chồng cứ mang nợ. Chứ chú thấy nó làm việc như vậy cũng tốt rồi. Chạy chạy việc cho nó làm chi, rồi tôi mang nợ mang nần. Còn không chừng mốt nó phạm pháp nữa. Ôi thì tại vì nó hay càm ràm vậy thôi chứ. Chứ thằng Luận con tôi nó ai vậy? U tự xử luôn ta. Quán này phải quán tôi không? Quán ông nè. Mới muốn người làm mới hả? Ê, sao nó vô tự nhiên quá vậy? Ai biết. Chú nhìn cái cách ăn mặc như vậy nè, là người nước ngoài chắc luôn. Mà con biết nước nào rồi? Nước nào? Malaysia. Nước gì mà là lái ra nước không? Nước Mã Lai đó. Mã Lai mày nói Mã Lai, Malaysia. Malaysia đó. Rồi mày biết qua mày nói chuyện người ta tự nhiên không vô quán Việt Nam của người ta rồi tự động rồi pha nước ra uống rồi. Ơi, chú chủ quán cho qua chú nói chuyện đi, ai biết đâu. Con rảnh con qua nói chuyện với ổng giùm chú đi tiếng nước ngoài. Trời ơi chú ơi, chú chủ quán chú nói đi, tự nhiên chú kêu con nói. Con còn trẻ, con đi học rồi chú nghe nói má con kể là con học có mấy cái bằng C, bằng D gì tùm lum tà la mà. Đúng rồi. Bằng con chạy. Nè, bây giờ chú qua chú nói đi, con biết được chữ nào dịch chữ đó cho. Hả? Ê. Ê. Du. Uống. Rinh. Du rinh. Cà phê. Tự nhiên là gì vậy? Tự nhiên là nature. Không. Né chưa rồi. Du rinh cà phê nature. Dân du Mã Lai coi chừng ăn mã tấu. Vô tiền không quán tự nhiên rồi. Ở đâu mà tự nhiên tiếng Anh mà có mã tấu ở chỗ này. Chứ giờ vô quán tự nhiên mà. No. No là không. Không vậy. Không là không ăn mã tấu. Ê, không thì phải vô uống rồi phải kêu tôi pha. Uống xong phải trả tiền tôi chứ. Money. Money. No money, ka-chu. No là không, money là tiền. Là ổng là cái giới đầu tiên là ổng không có tiền rồi đó. Còn cần chú là gì con biết chắc là không có tiền không có tiền vô uống cà phê cho đi chú uống không hả? Ê đừng có giỡn ông nội. Quán người ta có tiền, có vốn người ta bán cà phê, uống cà phê, phải trả tiền chứ. No money, mua no money vậy. Trả tiền, uống cà phê, trả tiền, không muốn, không được nha. Đừng vô đi quậy nha. No. Không. Nói gì không hiểu luôn, no quậy. Hơi nhức đầu quá. Để ra, để tôi. Biết không, nói vậy má ơi. Bây giờ mày hỏi đó coi, anh biết không? Không biết tiếng Việt không? Mày hỏi đi. You talking Vietnamese. Ôi giỏi nè. Biết. Biết mà, biết tiếng Việt hả? Ông biết tiếng Việt, ông biết tiếng Việt. Tiếng Việt thì nãy giờ nói đi trời. Để tôi hỏi cho. Hey. Ông này nè. Hỏi ông. Muốn uống cái gì để ổng vô ổng pha cho. Chứ đừng có tự ý đi vô làm. Hiểu không? Hiểu. Hả? Ông hiểu kìa. Ông người Việt mấy ông hiểu tiếng Việt là đúng rồi. Tôi người Việt mà. Nãy giờ tự nhiên mấy người nói tiếng Anh không chứ tôi đâu có nói tôi là người nước ngoài đâu. Ê, chỗ này nè. Dạ, dạ. Người Việt, nói người Việt, nghe dạ, nói dạ, người Mã Lai. Dạ, ngồi đi, chuyện nói chuyện của chủ quán nha. Mình là khách thôi nha, mình đừng có lanh quá. Mà lanh gì? Mày nói ông người nước ngoài. Thì ai đúng biết? Đúng ông người Việt. Ông người Việt mà sao ông tự nhiên hả? Ăn mặn vậy người ta tưởng người nước ngoài chứ ai mà người Việt Nam mặc đồ kiểu đó. Giỡn chơi chút xíu rồi làm gì vậy anh Tư? Trời ơi. Ủa sao biết con Tư? Tôi nè. Ủa mẹ ơi. Ủa chú Thụ đây hả? Thụ xe ôm nè. Quỳ thần ơi. Vô chồng kẹo tôi làm tôi nãy giờ hết hồn hết vía à. Giỡn chơi chút xíu. Lúc này chạy xe ôm giảm cân hay sao mà người rút lại có chút xíu vậy? Đâu có. Bây giờ chạy xe ôm giờ mình phải nâng cấp vậy đó anh.
Ủa xe ôm bây giờ chạy phải nâng cấp. Nâng cấp nó hiện đại lắm. Trời ơi, xe ôm của tôi ngang là có điện thoại nè. Đó, đưa rước tận nhà nè. Phía sau á có xài cái loại mà gạt thẻ nữa, tính tiền qua mạng nữa. Wow. Ủa gạt thẻ đâu chú? Chắc gạt em không nè. Không ơi, phía sau xe kìa, chứ không phải sau người tôi. Chú nói chú làm xe ôm thiệt á hả? Má thấy chưa? Má thấy chưa? Người ta làm xe ôm, người ta chạy xe ôm, mà người ta ăn mặc giống như người ngoài hành tinh vậy, má thấy không? Không phải con, phải người ngoài hành tinh. Con xin lỗi chú, dạ tại con giận quá. Con làm lại nha chú nha. Làm lại đi con. Má thấy không? Người ta chạy xe ôm mà người ta ăn mặc như người nước ngoài. Còn trong khi đó chồng con thì sao? Trời ơi, đi làm công chức, làm công chức mà một năm không mua được một bộ đồ mới nữa. Bay mới ngộ nha. Chồng bay từ nhỏ đến giờ hả, được cưng như trứng vậy đó hả, được ăn học đàng hoàng, hiền lành chất phác nữa, sao bay cứ so sánh người này người kia được. Đúng rồi. Ơi, con nói cho má nghe con thiệt á, con là con ruột của má nè, người ta là con rể mà má không binh con, má suốt ngày má đi binh con rể không à. Vậy để đổi lại đi, để con làm con dâu cho. Tao có binh ở đâu có, sao nói vậy thôi. Mày cứ tối ngày mày càm ràm đó, ai mà chịu được. Má mày nói đúng á, nó làm công nhân viên chức thì mặc đồng phục của nó có đồ nó mặc đàng hoàng. Còn đây là anh em chạy xe ôm thì anh muốn mặc đồ nổi để người khách người ta chú ý. Trời ơi, nói cái gì tầm bậy tầm bạ vậy, công chức đâu, thằng Luận nó chạy xe ôm chúng tôi mà. Cái gì? Nó có mặc đồ công chức, nhưng mà tới cái chỗ bến xe ôm á là nó thay cái bộ đồ này. Tôi ăn mặc vậy nó chỉ tôi nè, nó nói chạy xe ôm mình phải ăn mặc cho nó sáng sủa lên, như vậy mới có khách. Không mà từ ngày nó qua cái bến xe ôm của tôi nó chạy, tôi với nó chạy bên quận bên kia kìa. À, bây giờ hai chú cháu chạy khách đông lắm. Ủa chú kìa. Chú nói nghe nè, coi chừng chú lộn với ai á, chứ thằng con rể của tôi nó là công nhân viên chức đàng hoàng, sao đi chạy xe ôm được. Trời ơi, nó chạy chung với tôi nè, rể chị là Luận đúng không? Ừ. Nó chạy, nhưng mà nó dặn tôi là đừng có nói chuyện nó chạy xe ôm cho gia đình nó biết. Để vậy là nói biết hết ông nội. Vậy nó dặn gì mà không nghe lời dặn của nó. Nói ra vợ chồng như vợ má nó biết hết rồi. Trời, thôi con biết rồi. Kiểu này là ông Luận ông có vợ bé rồi. Chứ ông đi làm bao nhiêu tiền ông đưa cho con, mà tiền ông đâu có nhiều đâu, lương 3 cọc 3 đồng. Về có bao nhiêu ông đưa con hết, mà con không hề đưa cho ổng một cách nào để ổng xài hết. Vậy thì ổng đi xe, ổng chạy xe ôm để ổng có tiền riêng, thấy chưa? Ổng lấy cái tiền riêng đó ổng nuôi vợ bé. Trời ơi trời. Luận ơi. Bay cứ nghĩ vô cái chuyện của bay không à. Bay không nghĩ là tiền bạc bao nhiêu nó đưa bay, rồi bây giờ nó muốn kiếm thêm để nuôi vợ nuôi con thì nó chạy xe ôm. Nó nuôi vợ nuôi con, nó kể cho rõ. Nó nói với chú là nó chạy xe ôm là ngoài cái giờ nó đi làm việc, nó chạy xe ôm là nó kiếm thêm tiền, nó trả nợ gì đó. Con không cần biết, con phải đi gặp ổng, con hỏi cho ra lẽ cái chuyện này mới được. Từ từ chứ mày cứ hấp tấp từ từ. Nó thiếu nợ người ta. Mà cái tiền thiếu nợ nó đâu nguyên nhân đâu, nó thiếu nợ nó. Nó thiếu nợ là cái hồi đó là nó mượn nợ, rằng nó chạy tiền, nó lo công chức công gì đó. Con kể cho chú nghe là vậy nè. Hồi đó là vợ chồng con á, nghe theo cái lời thằng cha Tùng Lài đó, là đưa tiền cho thằng trả cả 100 triệu. Cái gì? Tùng Lài là thằng Tài. Thì thằng Tài, thằng Tài mà tại nó lùn cho nên là con kêu nó là Tùng Lài. Tại con ghét cái tên Tài con muốn kêu. Tài là Tài lùn đâu ra. Rồi thằng Tài lùn là lo cho chồng bay đi vô làm công chức. Nó nói á, là nó sẽ lo cho chồng con cái chức phó phòng ha, cả 100 triệu đồng để con đưa cho nó để đem vô lo chức phó phòng. Mà rốt cuộc chức phó phòng đâu con không thấy. Con chỉ thấy là ông chồng con vô ngày nào cũng ngồi coi 3 cái đơn từ của người ta đưa tới, xong rồi phân đơn vậy thôi đó. Lương một tháng không có bao nhiêu tiền hết. Thì cũng tại mày, nó có công ăn việc làm đàng hoàng, tự nhiên mày kêu nó nghỉ làm gì, lo tiền vô công chức làm. Rồi bây giờ hả, mày càm ràm là sao? Con không biết. Bây giờ con phải đi gặp ổng để con hỏi cho ra lẽ tại sao ổng lại làm cái chuyện kỳ cục như vậy. Chú chở con đi qua bên đó gặp ổng đi. Thông cảm, xe chú không có chở gái được con. Nó có vậy? Chồng rồi. Không, nhưng mà xe tôi. Cái gì đâu mà hoang mang quá vậy anh ơi. Nó thiệt á, là em hoang mang quá. Hồi nãy anh qua quán cà phê, anh thề là anh nói xạo là đèn tắt, anh vừa nói xong đèn tắt cái bụp. Mày không có biết cái gì hết trơn á, nghe không? Mày không thấy cái đèn của nó hả, coi như là nhện mà nhện mà nó văng coi như nó đầy trên đó hả? Cái bóng đèn nó cũ lắm rồi,
Vì anh lựa ngay lúc tao nói nó nổ rồi, nó bể rồi, sao tao biết được. Mày á ha, tao không đẩy mày ra là nó lại nó để một cái ót trên đầu mày một cái, là giờ này tóc mày chắc nó chợt là tốt sao rồi nè. Không anh, cái bỏ qua cái chuyện quán cà phê, bỏ qua một bên đi, giờ vô cho tới ngân hàng anh cũng thề. Anh nói nếu mà tao nói xạo là ngân hàng này có cướp, anh vừa nói xong tao la cướp, cướp, cướp. Em chạy thấy bà nội luôn. Mày bởi vậy mày già, cái đầu mày bự con, mày lớn xác là cao hơn tao mà mày nhát như khỉ, như là con khỉ mà đầu chó vậy à. Trời ơi trời, tao chỉ em với con khỉ kỳ vậy. Chứ sao, mày coi mặt mày mày kìa. Râu ria, bậm trợn, dòm thiết gốm vậy đó. Thân, trâu vậy đó. Mày thấy cái gì chút xíu, trời ơi, mày chạy cái tao nói. Tôi dí theo điều muốn học máu gì đó. Mày không biết là chỗ đó bây giờ tao đang quay phim không? Ủa quay phim hả? Ờ. Hèn gì trời ơi, nói ăn cướp, ăn cướp. Em còn nghe cắt quay lại, quỷ nào chạy qua máy. Mày chạy với ai? Ủa con người ta hả? Tao quay nguyên một cái bùm lớn thiệt lớn vậy đó. Mày chạy qua cái phim của tao, phim mũ chứ đâu phải phim bình thường đâu. Anh ơi. Chạy quán tôi mà. Vậy chê quán tôi sao giờ lại quán tôi? Dạ. Ủa xin lỗi, mình thích mình ngồi ở đâu mình ngồi chứ mắc cười vậy? À, muốn ngồi ngồi. Quán phải chịu khách thôi. Mà giờ có bán phải không? Ờ uống gì nói đi. Xin lỗi nãy mình uống rồi. Tao hơi nóng rồi nha. Nóng sao? Ủa vô quán người ta ngồi là phải uống nước. Hả? Ủa uống đồ là uống sao? Vậy thôi, nếu mà chú nóng thì chú làm hai ly cà phê cũ hồi nãy của tụi con kêu chú bỏ lại đi. Là này nhớ là xứ nhiệt đới nha. Chúng ta để thôi là nó tan. Còn ly đâu, còn ly cũ. Mua ly mới thì tôi ăn. À gài, đang còn uống được cái khác. Cái đó là hẳn nhiên thôi. Hai ly trà đá. Muốn làm trà đá là 20.000 ly. Vậy thôi. Ồ chú bán buôn cũng được quá ha. Cà phê 10.000 ly, trà đá 20.000 ly. À, anh ơi anh, bây giờ tiền em rút ra rồi nè anh. Anh ơi, tiền em rút ra rồi, bây giờ sao anh? Rút ra rồi hả? Dạ. Để lên bàn thờ thờ đi. Không lẽ em cúng này hết cho bà nội em sao? Mày ngồi xuống này em tao đi. Mày có ngu cái gì mày cũng ngu chừa chỗ cho người ta ngu với. Mày rút tiền ra 30 triệu đúng không? Dạ. Mày rút ra mà để đưa ai? Em đưa cho anh. Ờ. Chứ mày còn hỏi làm gì? Dạ bây giờ em đưa cho anh. Thì mày đưa cho tao. Dạ. Số tiền mà nói tao. Ủa chị làm gì vậy chị? Quay phim. Phim. À, đều thấy đâu, mày thấy là nổi tiếng không? Dạ. Mày thấy là nổi tiếng không? À. Đây. Cam. Nhớ à. Táp tên em lên Facebook nha chị. Đây. Quay gần vô. Chị ơi. Nhiêu tiền? 30 triệu đúng không? 30 triệu. Chị vậy chi vậy? Hả? Chi vậy? Chạy giấy tờ. Chạy giấy tờ. Chị ơi, cho em phỏng vấn em vài câu. Dạ, kính chào mấy cộng đồng mạng. Tôi là nickname của tôi là... Thôi bỏ đi, tào lao quá, ông này mới là cần nè. Đó, mày đâu có nổi tiếng đâu mà mày cứ ấy hoài đây nè. Đó. Cái này con vô. Dạ, đúng rồi, cho đủ mặt. Con vô, cái mặt con em được. Chụp chung tấm hình cho vui. Đó, bà con thấy không? Đó, hôm đây là những cái hình ảnh mà chúng tôi quay tại trận luôn. Đó. Dạ. Hồi đó là... Mày, cái quán cà phê tại trận vậy? Ngay quán cà phê. Đó. Ngay quán cà phê đó, hình ảnh đẹp luôn. Bắt đầu. Thỏng vấn con. Dạ. Thỏng vấn. Đó. Quá đẹp. Chị ngậu đây nè. Ngày xưa mới đây nè chạy giấy tờ cho tôi. Chạy giấy tờ công chức cho con trai của tôi đúng không? Con rể của tôi. Nè, nói có sách mắt có chứng đàng hoàng, phải không? Vì đây là gì nói rõ ràng. Ủa, con gì là giờ con rể hả? Con rể. Thằng Luận, con rể bả. Nói cho nó nghe, thằng Luận bây giờ làm cái gì? Chạy xe ôm. Mày thấy chưa? Nó chạy là ôm mà cái gì? Ủa, xe ôm mà cũng lo tiền mới được chạy ha anh? Đúng rồi, nhờ cậu này nè, giờ con tôi đi ra ngoài đường chạy xe ôm. À, đây, mày coi hết nguyên cái hẻm này. Cái dạng đàn ông như kiểu thằng Luận gì đó là cái thằng đó mới là khó kiếm. Nó làm ban ngày làm công chức, ban chiều tối đêm là nó chạy xe ôm nặng kiếm thêm. Nó lo cho vợ. Đó. Đó. Nhờ cái ơn đức của cậu mà bây giờ thằng con tôi á, nó từ là công chức. Cái gì? Ủa, thằng Luận nó có trái hai mà má rồi hả? Má cái gì mà má? Tôi bị liệu. Nè, tôi nói lại nè. Từ chồng tôi nha, từ một người làm công chức bây giờ chạy xe ôm chung với cái chú này. À. Đó, bây giờ ông trả lời sao? Ông nói sao về cái số tiền đó hả? Nói đi. Nói thiệt cho mẹ già giống mẹ mớm đó, nha. Cái chợm tóc này nè. Nè, nói cho đàng hoàng nha. Tôi sợ một cái là không còn một cọng tóc nào nha. Cô đất ơi. Mấy người làm gì vậy? Hả? Trời đất ơi. Nè, lo tiền để mà chạy công chức cho cái thằng con ha, thằng con của bà, thằng chồng của chị, thấy không? Nó ngu,
nó đã vô được công chức rồi thì nó phải biết lòn trên cuối xuống, thấy không? Nó phải chạy đầu này chạy đầu kia để mà nó càng ngày càng lên chức nữa, chứ đâu phải là tôi lúc nào cũng vẽ đường cho nó chạy à. Còn muốn phải lên nữa nó phải nói với tôi để chi, để tôi chạy thêm nữa, đúng không? Cậu nha, cậu đừng có ăn nhan nói ngược như vậy nha. Cậu lấy một đống tiền của người ta bây giờ cậu nói vậy mà nghe được quá hả? Nè nè, anh đi qua đây. Chị ơi, tới em hả chị? Đúng rồi, nè. Quay anh đưa tiền làm gì? Em lo giữ nữa. Em đưa tiền cho anh để anh chạy chức cho em. Chồng của tôi ngày xưa ổng hứa là chạy chức phó phòng mà bây giờ ra làm xe ôm rồi đó. Thì anh nghĩ đi, ổng nói ổng chạy cho anh cái chức trưởng phòng rồi sau này anh sẽ ra anh làm gì? Trời ơi, chết tôi rồi. Anh sao em? Anh lo cho người ta phó phòng mà giờ người ta chạy xe ôm mà em cũng căng quá. Không mấy giờ cho em xin lại tiền đi anh, em về em đưa ba em nói thiệt. Đưa đây. Mày lại nhảy ra nhảy, mày còn hơn là ba nữa à? Mày á nha, mày đưa cái đầu xuống á, đưa cái đầu xuống. Ủa sao anh tán đầu mà anh tán xuống tới mặt em hay? Mày vừa phải đó nghe chưa? Tiền nào mày đưa tiền tao nào? Ủa anh nói gì kỳ vậy? Hồi nãy em mới đưa tiền anh xong á chị, em mới đưa anh 30 triệu rõ ràng. Dạ anh nói không có là sao anh? Đâu, bằng chứng đâu? Đi ra. Ê chị ơi, chị lấy lại công đạo giùm em đi chứ em. Công đạo hả mày? Công đạo. Em hoài luôn cơ. Trước tiên á, muốn làm cái gì phải đứng lên nói chuyện với người ta đàng hoàng, nghe chưa? Đứng lên nói chuyện với người ta đàng hoàng chứ ngồi như vậy người ta nói người ta cúi xuống ngồi cổ, nghe chưa? Đứng lên. Nói chuyện với tao khi dễ người ta quá vậy? Nó đứng nãy giờ. Nãy ghế rồi. Nè, đứng nãy giờ, đứng rồi đó. Nó đứng rồi. Khoan, để tôi vô cận cái ghế. Đó, vậy đi. Ê, con mớm kia. Sao? Đây là tiền của ai? Tiền của ổng. Vậy sao mà đòi? Mày là vợ nó hả? Thấy chưa? Chơi hàng dài hả? Gãi gì? Hả? Tôi nói cho ông nghe, ông lường gạt má con tôi thôi như vậy là đủ rồi. Ông đừng có lường gạt thêm một người nào nữa hết. Ông trả tiền cho người ta đi chứ. Đúng rồi, trả đi anh ơi, ông trả em khóc tới chết luôn á. Ông trả đi giao lên chính quyền. Hỏi bằng chứng tôi thâu trong máy hết trơn trội rồi. Đúng rồi. Máy đâu? Đó, bằng chứng đây nè con. Trời ơi, cái mặt nó bận quá. Ê, cái này chơi quay lén hả? Không có, tao quay trước mặt. Tao chơi quay lén hỏi đó. Hả? Nè, đừng có giỡn mặt nha. Trời, chịu đá đủ rồi con. Mày giả bộ bè lũ phải không? Bè lũ mày mời ra đây đặng mà quay lén người tao rồi phải không? Đâu có đâu, em đâu có bè lũ đâu chị. Chị nói em đi chị, em bây giờ em chỉ muốn lấy tiền lại thôi. Bây giờ anh trả tiền cho tôi đi. Tiền thì bây giờ trả mày nè, có gì đâu. Đó, nó nhờ tôi làm nhưng mà tôi không chấp nhận cho nên tôi trả tiền lại cho nó. Mọi người cũng làm chứng rồi phải không? Rồi xong chuyện tôi đi về. Ê, đâu có dễ dàng vậy được. Bây giờ trả tiền cho người này xong rồi, bây giờ tới cái tiền của tôi thì sao? Hả? Trả tiền lại đây cho tôi. Gì vậy? Gì vậy cái con mớm hung dữ? Chồng của em á là bây giờ cũng là công chức đúng không? Đúng không? Nhưng mà tại vì nó ngu, nó không biết lòn cuối, bây giờ nó ngu rồi nó chịu chứ sao? Nè, nói cho mấy người biết, đừng có hòng mà triệt tôi. Trong đời này mà còn có những thằng mà không chịu ăn, không chịu học mà còn mơ tưởng nó chức trưởng phòng, phó phòng như kiểu thằng này thì cuộc đời với những thằng như tôi sẽ trường tồn mãi mãi. Mẹ này kỳ ghê á, người ta đi học về không cho người ta đói bụng về nhà, người ta ăn cơm đi bắt ra quán cà phê làm gì không biết nữa. Rồi, ủa đâu rồi? Ủa mẹ đâu rồi mẹ? Mẹ! Con đâu rồi con? Con đây nè. Con ơi, con của mẹ đâu rồi? Con ơi, con của cô đâu rồi con? Không biết. Ủa con mẹ hả? Con nè. Mày con tao hả? Trời đất ơi. Thôi vô đây mẹ nó nghe nè. Hôm nay á, đứng đàng hoàng coi nghe mẹ nói nè. Hôm nay á, mẹ hạng bạn thân của mẹ hồi xa xưa mẹ học chung á. Con hiểu không? Là bây giờ mẹ nói cái gì đó, mẹ nói cái gì là con phải nói theo cái đó nghe chưa? Không cãi lại mẹ. Mẹ dặn con nè, ca dao tục ngữ có câu: cá không ăn muối cá ương, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Mà con mà cãi lời mẹ, mẹ đá con một cái nha con. Bây giờ nghe lời mẹ, lại đây ngồi đi, mày đợi mẹ bạn tới nha. Thanh Thuận. Hả?
thuận nè. Thuận mong mạnh đúng không? Thôi quỷ à, khổ giỡn hoài. Tao đã nói rồi, tại vì hồi xưa là bồ mình là còn nhỏ hiểu không, rồi khó nuôi, bởi vì ba mẹ mới cắt tóc ngắn rồi cho bận đồ con trai thì mới gọi là mong mạnh. Bây giờ lớn tóc dài rồi, phụ nữ rồi, mong manh. Trời, hết mạnh rồi hả? Ừ, mạnh nha. Dễ thương quá trời, giờ này trắng trẻo đẹp gái quá hả? Thôi, ủa thôi. Bồ nói đi với con mà, rồi con bồ đâu? Hả? Trời, là để giới thiệu cho đứa con của tôi nè, lại đây nè. À, đây, 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 con bồ hả? Con, dạ. Giới thiệu tên tuổi cho cô biết đi con. Dạ, con tên Thanh Thản. À, mẹ Thanh Thuận, con Thanh Thản. Dạ. Dễ thương. Đây là mẹ Thuận, con Thản. Nói nghe nè, bồ đợi mình lâu không? Trời đất ơi, nãy giờ tới hả, có 1 tiếng rưỡi thôi hà. Xin ra coi con. Hồi nào mẹ? Hả? Nào tới 1 tiếng rưỡi, mới tới đang ngồi chưa nóng ghế mà. Cái gì? Nóng. Mới tới cô, ngồi nóng chưa nóng ghế nữa. Đúng rồi, hồi nãy giờ mới vừa kêu 2 ly cà phê sữa nóng, chưa có ra. 2 ly cà phê nha. Mẹ lên. Con còn xuống gian ra coi, không ai thấy mẹ hết trơn con. Thưởng, trời cái tính không bỏ dữ quá à. Con nhỏ thì nói từ từ thôi. Nói nghe nè, mình xin lỗi nha. Bị gì công việc con cái rồi chồng con lu bu quá, thành thử ra mình quên mất tiêu thời gian, mình mới tới trễ á. Xin lỗi bồ nha. Trời, mình có trách nhất cái gì đâu. Mình là người phụ nữ đức độ mà. Người ta mấy người tới trễ á, mình không có quan tâm. Bồ khó quá à. Thì mình bận thiệt mà, chồng con rồi đủ thứ chuyện hết á. Mình phải lo, mình phải nghĩ, biết không? Ý nghĩ cái gì trời đất ơi, mình là người phụ nữ hiện đại á, mình phải biết chăm sóc cho con, cho chồng đúng không? Phải cho chồng là quần áo tươm tất đúng không? Con cái nó cũng hả, phải là nó cũng biết là đi đứng học hành ngồi gì này nọ, nó cũng phải ngăn nắp, nó phải đàng hoàng đúng không con? Muốn cái chừng xuống cho mẹ. Mẹ ơi mẹ, cái áo của con á mẹ, sao mẹ hướng tuần lễ trước mày giặt mà tuần này mẹ chưa giặt không? Sao nó hô nó thú quá kìa. Ủa hai mẹ con à... Mẹ con xì xăm gì vậy? Không có cô, mẹ ăn chửi thề. Hả? Không phải. Mẹ là mẹ thề là không bao giờ chửi con. Thấy bồ như vậy á là mình ngưỡng mộ bồ lắm á, biết không? Trời ơi, bồ là giỏi lắm á, mình ước gì cũng được như bồ vậy đó. Thôi, bỏ qua cái vụ đó đi ha. Nó nghe nè. Cái vụ mà cái đứa con á, con bạn á, Liễu á. Thằng con trai mà tên Liễu á. Chưa danh Liễu con mình đó hả? Nhớ lúc sao? Trước á, tôi qua nhà bồ á, nó nhỏ xíu vậy nè mà nó đánh lộn u đầu bể trán luôn, nó còn đánh lộn như vậy nữa không? Ủa, hồi nào bồ qua hồi nào? Hồi xa xưa sửa xưa. Trời ơi, quỷ à. Trời ơi, lúc đó là nó còn nhỏ xíu, nó biết bò, rồi mấy anh hàng xóm á mới gửi con qua, rồi nó đụng nhau rồi nó té. Chứ quánh lộn cái gì, nhỏ xíu biết bò mà quánh lộn. Bồ đi thiệt á. Tôi nghĩ giờ nó cũng vậy hà. Có ở đâu nó hiền lắm. Hiền gì? Người ta có câu là giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời. Không có đâu, mẹ mới khó dời á, cô kể cô nghe. Mẹ con chuyên gia ngủ ngày luôn mà mỗi lần ngủ nằm một cái là khỏi ai dời. Là thiệt luôn á, con với ba con sách gần chết luôn không về được, nằm là nằm chết nó luôn không bao giờ về được. Rồi, nói chung á là thằng Liễu con mình nó hiền lắm, không? Đừng có nghĩ gì tội nghiệp nó. Vậy hả? Ừ, hiền lắm. Không có biết quánh lộn quánh lạo gì á. Tới bây giờ nó lớn rồi nó vẫn hiền. Dạ, thôi bỏ qua vụ đó đi. Để mình nhắc là ê nó nghe nè. Con, đứng dậy nó nghe nè. Hả? Trời ơi, cái này phải nói nhỏ thôi. Con bồ á, nó có vô học trường chuyên không? Trường chuyên. Thì nói chung á là thằng Liễu con mình đó nó học giỏi lắm. Thì mình cũng muốn tạo điều kiện để cho nó vô trường nó... Nói chung tốt một xíu. Nhưng bây giờ hoàn cảnh gia đình mình như vậy thì chắc là mình kiếm trường đó bình thường thôi. Ý là nghèo á hả? Không có tiền vô trường chuyên á hả? Kỳ quá hả? Trời ơi, nghèo có gì đâu, không dám nói. Nói ra bình thường đi, mình nè, giàu đâu có nói đâu. Biết sao không? Người ta nhìn vô là biết giàu rồi. Người đánh dễ sợ luôn à. Ê, nó nghe nè. Hả? Tôi khoe với bồ nha, thằng con á. Nó chuyên ba môn luôn. Dạ? Chuyên ba môn gì? Sinh, sử, địa. Trời ơi, vậy là giỏi lắm á. Mẹ, nhớ lộn rồi, con chuyên môn thể dục. Ủa, thể dục là sao con? Cái trường con chuyên thể dục. Giờ con sao? Dạ. Mẹ đã nói với con rồi. Mẹ nói cái gì là con phải nói theo cái đó nghe chưa? Mà sự thật là con chuyên thể dục mà. Thể dục cái gì? Im đi. Sinh, sử, địa. Im đi. Thanh Thuận. Trời ơi, nó nghe nè.
học kỳ nào á nó cũng giỏi hết trơn á. Học kỳ vừa rồi hả, nó xếp loại giỏi luôn. Con nói cho cô đi, học kỳ vừa rồi con xếp loại gì nè? Dạ trung bình. Dạ số quýnh nào á? Nghĩ sao trung bình vậy hả? Mẹ nói con rồi sao? Mẹ nói cái gì á là con phải nghe theo cái đó, nói theo cái đó nghe chưa? Trời đất ơi, cả lời mẹ mà quýnh một cái bây giờ nghe chưa mày? Trời đất ơi, nó giỏi lắm em ơi. Nó xuất sắc không đó, nó gọi xuất sắc không đó, nói cho cô biết nè con. Xuất sắc không đó. Thôi cô ơi, trong trường người ta dạy con không được nói dối mà nãy giờ mẹ con bắt con nói dối hoài à. Thực ra con học ngu lắm, con không có giỏi môn gì á, con giỏi duy nhất có mình môn thể dục thôi. Mà cô biết sao con giỏi môn thể dục không? Tại mẹ con đánh con riết con đỡ mà con giỏi môn thể dục luôn á, chứ con học ngu lắm. Rồi. Thôi. Cả kia. Tình luôn á, cái tính bộ nha, từ trước tới giờ là không bao giờ bỏ hết á, từ nhỏ tới lớn à. Nè nè, đây con nói nghe, con nè phải ngoan, con phải thương mẹ con. Mẹ con tính như vậy thôi chứ mẹ con thương con lắm, lúc nào á là cũng mong muốn con học giỏi hết trơn á. Với lại á, dù là mẹ có nói cái gì, mẹ có giỡn cái gì đi chăng nữa thì con cũng phải cố gắng học hành chứ, đâu có mà để học sinh trung bình, học sinh yếu được, đúng không? Nè con nghe nè, bây giờ thằng Liễu con cô á, nó học giỏi lắm. Bây giờ nếu mà con yếu môn nào á, con có qua nhà cô để nó dạy kèm cho con nha. Được không? Được. Mẹ con cho không? Mẹ cho mà. Chứ mẹ con hay tập tạ đánh con đau lắm á. Không, tính của mẹ con là như vậy đó. Từ nãy tới giờ là cô biết nào đúng nào sai hết. Mà thôi kệ đi, tại tính mẹ con vậy mà nha. Để con xin lỗi mẹ con. Lại xin lỗi mẹ đi, thương mẹ nha. Thôi. Con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ. Con hứa con không cãi lời mẹ nữa. Thôi con, mẹ mới chính là người có lỗi. Bởi vì mẹ nổ quá mà. Với lại sau này mẹ hứa mẹ không ăn hiếp con, lo lắng cho con đàng hoàng, cho con chỗ học nè. Đó, qua học đi. Chết mẹ rồi. Con cho phép con rồi đó cô. Chứ cô không có quen chứ, thấy mẹ con hiền hiền vậy sao giọng mẹ con nó trầm đàn ông quá. Không quen. Sao vậy, sao hiền như vậy? Mẹ tươi coi. Vậy là ngày mai mẹ chở con qua nhà cô cho con học kèm nha. Vui lên đi, mai qua học mà. Cho tôi vô học chứ. Sao vô học gì? Tại vì cũng ôn lại kiến thức á. Thôi đi học đi con, đi học nha. Dạ. Đó, Lê Khánh, em công nhận không? Thời học sinh luôn luôn là một giai đoạn đẹp nhất của đời người. Đương nhiên rồi, bởi vì chúng ta có muốn quay lại thời học sinh, chúng ta cũng không bao giờ có được cái thời điểm đẹp đó nữa. Và nhiệm vụ của chúng ta, em nghĩ rằng là chúng ta phải định hướng cho các em nhỏ từ lúc các em còn ngồi trong ghế nhà trường, đúng không anh? Là thành công luôn luôn gắn liền với sự nỗ lực và sự cố gắng, không có được lơi là. Bởi vì bây giờ chúng ta thấy rằng có rất nhiều bạn nhỏ nghĩ rằng thành công và nổi tiếng rất là đơn giản bằng nhiều phương tiện truyền thông khác nhau, chứ không có bằng học vấn nữa. Cho nên các em không có lo học hành mà phải tìm mọi cách làm sao để mà nổi tiếng và thành công cho thật là nhanh đó anh. Anh hiểu vấn đề em đang nói, bởi vì chúng ta thấy rõ ràng mạng truyền thông bây giờ phát triển rất mạnh mẽ. Các bạn, nếu như ngày xưa chúng tôi cũng như quý vị khán giả lớn tuổi, chúng ta chỉ chơi những trò chơi dân gian trẻ con như tạt lon, bịt mắt bắt dê, chơi keo, chơi bắn bi, chơi banh đũa, thì bây giờ các em nhỏ hầu như không tham gia trò chơi này nữa, suốt ngày ngồi trước máy vi tính. Và thậm chí có một số bạn có suy nghĩ là chọn ra một status nào đó hoặc một hình ảnh nào đó thật ấn tượng và tung tất cả lên mạng, đánh thêm một vài câu gọi là một câu phát ngôn gì đó gây sốc sốc một chút để câu like, rồi rung đùi ngồi chờ mọi người nhào vô mổ xẻ, thậm chí có chửi bới, và cuối cùng truyền thông sẽ giao cuộc và đưa vấn đề lên đỉnh điểm và các bạn trở thành người nổi tiếng sau một đêm. Ồ, công nhận nha, mạng xã hội hiệu quả quá anh hả? Dạ không phải hiệu quả nào cũng mang lại một kết quả tốt đẹp. Để minh chứng cho điều này, Đình Tàng mời quý vị khán giả cùng theo dõi tiểu phẩm Loạn Truyền Thông của tác giả Minh Tuấn với phần thể hiện của nghệ sĩ Trung Dân, Huỳnh Lập, Ngô Kiến Huy, Phúc Yellow, Buka và Hải Triều.
vậy? Chú hai, làm gì mà ngoài kia quýnh nhau sao chú hai? Bu quá trời luôn chú hai. Ôi bu quá trời luôn rồi, bu đông bu đỏ luôn rồi chú hai. Trời đất ơi. Ôi đất ơi. Mày vô đây, mày vô đây. Sao chú hai? Mày á. Đưa cái chỗ này tao, đưa cái chỗ tao. Con mua gì đưa tao quýnh con sao? Mày đưa đây, đưa đây. Ê chú hai. Quá trời đất, mày làm biến. Cái gì chú hai? Cá độ đá banh. Mày cá độ đá banh. Ôi mày thôi thôi thôi. Chú hai. Tao tới đây. Mày 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 Con! Con sao nổ cái gì vậy? Trời ơi, con đang la giao lưu ngôn ngữ với một loài động vật bốn chân có vú. Ê, con gì mày? Có bạch dê của ông hai nè. Mày đi xuống đây. Trời đất ơi. Nhà của tao có cửa có nẻo đàng hoàng, mày không vô, mày làm gì bị chui lỗ chó hả? Ông hai không thấy hả? Ngay trước cửa quá trời người ta buông luôn, con vô đâu có được đâu. Nhưng mà con nhanh trí nha, con nhớ là phía sau nhà của ông hai á có cái lỗ chó, con chui qua á bắt gặp chó bẹt dê của ông hai. Nó hiền dữ lắm, nó nằm im mà không làm gì hết á. Rồi á lại rồi nhẹ cái nó cắn thấy bà luôn đây nè. Thôi nè, trời đất ơi, thời trang chó nhai. Nhưng mà con cũng không vừa đâu nha, con cắn lại nó và hạnh chó xà mau luôn rồi. Này, này mày đứng lại. Con chó tao thứ nhất bị mẹ răng, thứ gì mà mình mẩy nó bị chày xước là do mày. Dạ con không. Quánh liền dạ, chú hai. Trời ơi mày quá. Quánh liền chó cưng chú hai, quánh vậy đó. Quánh liền chú hai. Mà tao, mày vô nhà tao đầu tóc mày làm gì mày nhộm giống như con chó cò mày hả mày? Ôi, cái này là tính hết thời trang đúng không? Mà chuyện gì? Mày rủ thiên hạ tới rần rần vô nhà tao phải không? Không không không. Mày với ngày cá độ đá banh phải không? Không phải. Mày cờ bạc muốn đề muốn chú hai. Cái này chú hai nói bậy rồi. Cái này chú hai là già độ đốn nè. Là chú hai có gì già cả không có sức lao động nữa, tụi con biết trước, tụi con cho chú mượn. Nói tao già đổ đốn hả? Chú hai làm gì mà chú hai đi giật hụi người ta vậy? Ê, tao giật hụi nào? Chứ hồi sau người ta kéo tới, người ta kiếm chú kiếm con đâu. À đù. Không, lộn rồi. Quá trời quá đất rồi. Không phải giật hụi, không phải giật hụi, cái này là ý đồ của con. Hả? Ý đồ của con. Trời đất ơi, ông hai có nhớ cái hôm ông hai quét nhà không? Rồi sao? Đó, cái hôm đó là tự nhiên nó có con mới mở một cái bài nhạc vô cùng sôi động gì đó là nổi tiếng, vũ điệu công chiến. Đó, cái bài vũ điệu công chiến. Con mở lên một cái bắt đầu nghe, hình như là ông hai ông nghe ông say mê hay sao đó, bắt đầu cái ông nhảy theo. Quay bóc chụp. Quay mông. Đây đúng rồi. Đây nè đó. Đó, gì đó, con mới móc cái điện thoại ra. Con mới mở ra. Nhảy rồi mày quét rồi mày. Chờ chú hai sấy quá, hở nó rớt một số thứ. Rớt gì? Dạ bụi. Bụi giày chú hai, giày mới mà mang chị bụi rớt veo nhà hết. Ý nó bắt hai già đó, rồi nó cái phụ tùng nó lỏng lẻo nó rớt hết. Dạ. Ấy là mày. Trời ơi, em nói ra ngoài nha mày. Cái con kể tiếp nè, đó. Khi mà ông hai nhảy vũ điệu đó, con lấy điện thoại con quay lại, con tung lên trên mạng. Trời ơi, bây giờ ha, cả 10 triệu người like luôn, nó ghê không? 10 triệu á chú hai. Nhiều lắm, đông lắm. 10 triệu. Mày quay cái clip này rồi mày tung lên mạng đó hả? Dạ. Rồi thiên hạ bu vô coi hả? Đó, coi tao đó. Thấy đâu có hay ho gì đâu mà họ like chứ à. Hay chứ, trời ơi. Nhìn vào ha, gì rồi, ông hai nha, tao nói nha. Nhảy bằng cả tim rất là tự tin và rất là nhiệt tình nữa. Tao thích cái điều đó. Quá trời người like luôn. Đáng vậy nha, con còn chơi gọi mấy cái bạn mà nước bạn nữa. Như bên Đông Timor, rồi bên Iraq, Iran rồi. Kêu luôn mấy cái phần tử mà IS đó lại ủng hộ. Ôi, IS. Rồi. Dạ lại thần linh đừng có cho con nghe cái vụ đó, tôi sợ quá ha. Bây giờ vậy nè, mày làm ơn mày giải tán giùm cái đám đó đi ha. Một lát thế nào công an cũng xuống đây nói là gây mất trật tự cho mày coi. Không được đâu, đây là fan của ông hai đó. Đây nè, nhờ cái sự nổi tiếng này mà ông hai có rất là nhiều nhà đầu tư nè nha, nhà báo nè, nhà đầu tư nè, ông bầu nè, rất là nhiều người hoạt động nha tới đây lợi dụng cái nhờ cái sự nổi tiếng của ông hai để mà họ làm ăn kinh doanh, mình có tiền, mình sắp vào tôi rồi. Nổ vậy là chú hai là hot boy luôn rồi hả? Hot boy. Trời ơi, chú hai nổi tiếng, chú hai kiếm tiền, chú hai. Bây giờ con đã sắp xếp xong hết trơn rồi. Bây giờ ông hai chuẩn bị tinh thần, con gọi kêu đối tác vô liền. Mày kêu vô hả? Trời đất ơi, nổ, đừng giỡn mặt. Alo, thấy chưa? Thấy mà nè. Đừng có đi cửa trước nha, đông người lắm, đi cửa sau đi. Ừ, con chó dễ thương lắm, vô đi nha. Rồi. Chú hai.
đối tác vô chú hai, sửa soạn là đàng hoàng chú hai. Ui, đầu thẳng trong tay, sửa xài nước hoa nước khủng gì vô. Gỡ nó này. Để quét bụi chú hai. Để quét bụi. Hay quá. Rồi. Cô còn sao dài chiếc chó, chiếc có chiếc không. Cậu chó lại con, cậu dạ, dạ, con chó liền. Ê, 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 ôi trời ơi, trời ơi chú hai. Chó nó biết, trời dài luôn chú hai. Trời ơi, con chó này mới hung dữ dễ sợ à. Đó. Thiệt tình đâu chú hai đâu. Thiệt. Đây, 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 đây. Đúng rồi. Đúng chú hai rồi. Dạ. Giờ Hưng Thạnh là quen với anh. Không có quen được, có bắt tay ông nội. Lại bắt công bắt túi ta nữa. Dạ. Con xin hợp bắt tay chú hai. Dạ. Ông trai mới ra phải không? Không, quá à. Đàng hoàng lắm, tướng tất lắm. Giới thiệu sao chú hai nói tôi chạy mới ra cha. Ai, ai biểu làm quá chị. Đây á, là giám đốc của một công ty trách nhiệm hữu hạn thu mua ve chai. Vậy là được rồi. Rồi, mày ra làm sao mày gom nước suối, bịch sớm dạ. Mày đem đây bán cho ông nội này. Nhiều lắm chú. Lẹ con. Hả? Đi đâu vậy? Thì lấy đồ ve chai bán cho chú em. Đâu có mua ve chai đâu. Chú tới đây làm gì? Con tới đây là hợp tác với chú hai để làm ăn. Làm ăn? Dạ. Ủa. Tính mở mướn đất nhà tôi để mở vựa ve chai phải không? Gì chú hai? Sao mở vựa ve chai đây? Hôm bữa là con coi được cái clip vũ điệu cồng chiêng của chú hai đó. Con thích lắm. Cho nên là con muốn đầu tư làm một cái clip MV dữ dội hơn, hoành tráng hơn. Đó. Quay nữa hả? Dạ quay nữa. Để cho người ta coi được cái vũ điệu cồng chiêng chú hai. Như ở các vùng như là Tây Nguyên, Kon Tum, Đắk Lắk, Pleiku. Đó, sau khi người ta coi xong, người ta sẽ bỏ hết cồng chiêng. Con sẽ thu mua lại là một bộ sưu tập bán đồ cổ. Bán ra nước ngoài. Lúc đó con sẽ làm lời, chú hai cũng có lợi nghe. Kèo thơm, kèo thơm. Kèo thơm chú hai. Hay quá. Dạ. Bonjour. Yeah, merci beaucoup. Anh bước lên đây. Yeah. Tôi quá ngưỡng mộ. Anh làm tôi very surprise. Trời ơi. Vũ điệu cồng chiêng của các dân tộc Tây Nguyên đó là một vũ điệu rất hay. Cồng chiêng của họ là những báu vật mà được UNESCO công nhận đó là báu vật phi vật thể. Anh kinh doanh cái đó, anh làm, anh tập hợp lại hết, anh không gìn giữ mà anh bán ra nước ngoài. Very surprise. Tôi ngưỡng mộ anh quá. Trời ơi, tao không ngờ mày lại tiếp tay cho những cái thằng mà đi buôn bán làm chảy máu cổ vật Việt Nam. Được mời. Được mời. Anh mời. Tôi mời. Đó mời. Chị quên. Dạ. Xin lỗi. Ai giờ buồn quá, đói quá. Mời chú. Đâu. Ôi. Chào chú hai. Trời ơi, chú hai lâu quá không gặp, khỏe không? Trời ơi, lâu quá không gặp nha. Dạo này trắng trẻo nhìn đẹp trai ra nha, bệnh quá. Wow. Thêm bậy. Tôi với Thiếm không có quen biết. Gặp mới lần đầu tự nhiên hỏi mập quá đẹp trai là sao? Làm như quen hầu đời nào vậy? Sao giả quá vậy? Dạ không có đâu, cái này không phải giả thường đâu, mà cái này là giả chân á. Dạ không, dạ tại vì cái đó là cái phong thái của công ty của tụi con á. Là tụi con muốn tạo một cái sự thân thiện với đối tác để cho mình dễ nói chuyện á chú. Không sao đâu. Dạ chị ngồi chị. Uống nước chú. Dạ chị. À đây đây chị mời cho em. Dạ. Thôi mệt quá. À chú uống nước chú. Đẩy tao vô rồi ta. Mời. Dạ. Đẩy. Dạ cô là người phải châu bò chú hai. Cảm ơn. Dạ thân thiện quá. Thân thiện lắm em. Bây giờ nãy tôi mới dí một thằng mất dạy ha. Nó dám lấy văn hóa dân tộc ha. Nó gom lại rồi nó đem bán nước ngoài ha. Bây giờ cô tính đây, cô tới đây cô mừng ăn gì cô nói đại luôn đi. Dạ. Không có đâu chú ngồi xuống đi, bình tĩnh mà nói chuyện nhau nè. Dạ thật ra thì là mấy hôm nay á là con có thấy được cái sự xôn xao về cái clip của chú đóng chính ở trên mạng. Cái thằng cô hồn người nó quay lén tôi nè, rồi nó đưa lên cảnh nó đó. Dạ chú, nhưng mà bây giờ cái tên tuổi của chú đã được đẩy lên tột độ rồi. Cái gì?
Dạ. Cô nói sao? Tên tuổi của tôi bây giờ đẩy lên tột độ. Dạ đúng rồi. Bởi vậy hôm nay con đến đây là để nhằm lợi dụng. À không, không đúng. Dạ, nhằm sử dụng cái sự nổi tiếng của chú và cái sự tai tiếng của công ty nữa. Dạ, cái sự nổi tiếng của công ty chúng con. Dạ, chúng con muốn là công ty chúng con và chú sẽ hợp tác với nhau là một cái dự án mới. Dự án gì? Nói quá ra đi thím. Dạ, tôi xin tự giới thiệu. Công ty của chúng con là công ty đa quốc gia, gồm nhiều nước trên thế giới. Từ châu Á đến châu Âu, từ châu Phi đến châu Mỹ, từ châu Chấu cho đến châu Tinh Trì. Rồi. Đó, từ châu Úc cho đến châu Đại Dương. Nói chung là hoạt động trên tất cả mọi châu lục. Chú Hai, chú Hai, công ty này được rồi chú Hai. Đi du lịch khắp thế giới miễn phí. Đúng rồi, đúng đó. Chưa hết đâu nha. Công ty của chúng con là gồm 1.000 nhà máy sản xuất, 1.000.000 kỹ sư khoa học, và mỗi năm sẽ tạo ra 1 tỷ sản phẩm. Trời, hay nữa chú Hai. Công ty này cái gì cũng một á, đứng nhất cái chú Hai, đứng nhất cái chú Hai. Đúng rồi, công ty này cái gì cũng một á. Dạ. Công ty này kiểu một mình bả làm chủ luôn, một mình bả đứng bán hàng, một mình bả đi ra tiếp thị, một mình bả hết trơn. Trời, đúng thêm. À, dạ đúng rồi, công ty có một mình con thôi. Trời. Ủa sao biết hay vậy? Tại vì công ty của con nha là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 111. Dạ, để cho chúng con có thể tạo ra những cái sản phẩm gọi là có giá trị nhất. Chú mà tham gia vào công ty của chúng con thì chú cũng sẽ nhận mức lương khởi điểm là 100 triệu đồng. Đó là tiền mức lương khởi điểm mỗi tháng, chưa tính tới cái tiền quê hồng nha chú. Trời ơi, tôi làm tới 100 triệu đồng một tháng hả trời? Dạ. Vậy tôi mận gì trọng? Dạ, chú có thể chú chỉ cần hợp tác, đồng ý hợp tác thôi. Chú có muốn không nè? Nếu tôi đồng ý, tôi hợp tác thì tôi làm gì trọng? Dạ, nếu mà chú đồng ý thì ngày mai chú sẽ vào công ty của con làm. Nhưng mà trước tiên thì bây giờ chú sẽ đóng cho con là 10 triệu đồng để tiền thế chân. Lặng nhách. Chân cẳng tôi ở nhà tôi tự nhiên gì tôi đóng 10 triệu, tôi đóng thế hai chân nè hả? Không có đâu chú ơi, bây giờ nè chú đóng tiền thế chân đi, cái con giữ cái chân lại cho chú. Còn chú mà không đóng á là người ta thọt cái chân vô là con cho người ta thọt vô là chú không còn chỗ đó. Dạ thưa thần linh, dạ con không dám dính vô vụ này đâu. Không đâu, chú nghe lời con đi. Thôi làm ơn, làm ơn. Chú Hai, chú Hai, chú Hai. Tốt cho chú đó. Thật sự chú Hai, chú Hai nó nghe nè. Ủa hình như trong mấy cái fan hâm mộ của chú có công an kinh tế gì lại thăm mà chú Hai ơi. Ơi chào anh, chào anh. Công an gì chứ? Công an hả? Công an lại thăm, công an lại thăm. Nhà có cửa sau không? Có cửa sau không? Có cửa sau, ở đâu? Ê chị ơi, chị ơi. Ê ê, đây bằng nghe, bằng nghe, bằng nghe. Ê ê, đứng lại, đứng lại, quay lại, quay lại, quay lại. Đi cửa nào ra cửa đâu á? Ra cửa đó tôi chết hả ba? Trời ơi, con chó nó bận cắn thằng kia rồi cho nên ra cửa trước đi nha. Không, không được, không được, không được, không được, cửa sau. Ê, coi chừng nha, coi chừng làm sao. Con chó, mày trả cái váy cho tao. Con chó. Chú Hai, bả bị mất giấy rồi, để con vô bận váy cho bả chú Hai. Con chó mới thu chiếc dài, giờ thu chiếc váy mở shop được rồi đó. Béo, ê thằng nổ, béo. Cái nhà tao hôm nay yên ổn, từ ngày mày quay cái clip lên mày tung lên cái nhà tao nó lộn xộn hết trơn rồi. Đưa đây, đi không, 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 mày không, đi giờ mày giải tán cái đám rồi kìa. Mình xui xẻo thôi, mình gặp những cái không hay, bây giờ mình nhức quá tam. Chỉ còn thêm một người thôi, người này uy tín chất lượng. Uy tín chất lượng. Tới đây rồi, đang đứng ngoài cửa. Đang đứng ngoài cửa phải không? Chú Hai, tao chỉ tiếp một người nữa thôi ha. Một người mà ba trợn là mày biết tay tao á ha. Rồi để binh khí đây tao coi người tử tế. Ai vậy? Mở cửa vô đi. Có hai ai đâu? Hả? Ai đâu? Rồi. Ủa sao bên kia ở ngoài mà ở ngoài kia trong đây hầm như có vong ở trong đây nói ra nè. Ê trời đất ơi, vô nào chứ chạy. Chà. Dạ, con bước từ trong tranh bước ra thiếu nữ bên bông bụp. Trời đất ơi. Tranh đây hả? Dạ, con nãy giờ con vô đây con đứng đây chờ mà. Dạ. Mời chú ngồi. Nhà tôi mà. Dạ, con mời chú ngồi nói chuyện. Này ở đàn nào? Dạ. Du ở đàn nào? Đàn trong. Đàn trong. Đàn trong. Dạ. Ý tôi muốn hỏi là đàn ông hay đàn bà đó. Chú này kỳ, nhìn nó biết rồi. Biết là sao? Đàn ông. Đàn ông. Dạ. Đàn ông mà mặc đồ bông qua, trên tay có cái này nữa. Dạ. Ừ, con rắn. À, trên cổ cũng có con rắn. Dạ. Ê. Dạ. Cái này nếu mà coi kỹ là cái này kêu là
rắn người ta kêu bằng xà. Dạ. Mà cái này áo bông kêu bằng xà bông. Mà thêm chữ nữa là chữ bán xà bông. Không, con không có bán xà bông. Bán xà bông là bóng xà bang đó má ơi. Kỳ vậy em. Qua nói nhỏ cho tôi. Ê á. Tôi nói mình biết bao nhiêu lần rồi. Rồi vợ chồng nhau mà sao hại nhau vậy? Nè, mình làm như vậy không có được nghe chưa? Tối nay về là cắt cử. Chú hai. Ơ. Anh ơi, nó cưng em kìa. Trời ơi, giống nhà má ơi. Ủa vậy chị em hả? Xin lỗi nha má. Chị em, đây. Dạ. Đây. Dạ. Trời ơi, nhà có ba chị em. Ôi trời ơi. Cưng vậy. Trời ơi, nó sớm má. Tính ra đi má nói chuyện chút xíu má. Dạ, chào chị. Chị nào. Ê, tao gỡ con ve chó trên mỏ mày xuống nha mày. Chị nào. Đây nè, mà nói nghe nè chị, em góp ý nha. Bây giờ mình lớn tuổi rồi thì mình để tóc dài cho nó đẹp. Đừng cắt đầu đinh kỳ lắm. Con gái đầu đinh không có được. Có nên. Mượn coi chở coi. Ê, ba trợ rồi tao quýnh được không? Mày nghĩ sao mày nói tao chị mày hả? Ủa hả? Vậy chứ. Ủa hả? Đang không luôn hả? Chạy thẳng má ơi. Anh vi phạm luật pháp rồi. Vi phạm gì? Người ta một chồng một vợ thôi, anh một chồng hai vợ vậy. Trời ơi mày nữa. Hai vợ nè. Hai vợ tôi chở với bà đó mà. Tao quýnh mày nha mày. Ê, cái thằng này là hàng xóm, còn này cháu ruột tôi nha. Ủa vậy? Thím ăn nói bậy bạ coi chừng nha. Dạ xin lỗi. Thì có gì mình xin lỗi vậy thôi. Không, tới đây làm gì? Tới đây làm gì? Dạ, em xin tự giới thiệu, em là giám đốc của một hãng thời trang lớn nhất nhỉ Sài Thành á. Dạ, hôm nay em tìm anh tại vì á có coi Facebook có cái vũ điệu còng còng chiên. Đúng rồi, còng chiên ở trên Facebook á, coi thích quá cho nên mới xuống đây tìm anh. Đó, để làm gì? Để mình hợp tác làm ăn. Em tới đây á là công ty em về thời trang mà, cho nên không có liên quan tới với vậy ca nhạc hay thu âm gì hết. Rồi à, cũng không có phải là những cái công ty mà nó lừa đảo, một thành viên lừa đảo không phải. Vậy là không giống hai người trước không? Dạ. Dạ, cảm ơn thần linh. Dạ đúng rồi. Bởi vì công ty của tụi em là sẽ đến đây để làm những anh là làm người mẫu. Ngoài cái tài hát ca hát, anh sẽ làm người mẫu. Bởi vì anh có một cái coi ngồi, anh đứng lên đây giùm em, anh đứng lên giùm. Làm ơn xoay một vòng. Em tìm khắp cây Việt Nam chưa có ai có cái thân hình chuẩn như anh. Hay. Tướng này mà chữ chuẩn mà anh. Giống cả đúng. Việt Nam không có ai có thân hình ba vòng bằng một. Một, hai, ba bằng nhau hết không có. Đúng khen, không? Khen chú hai này khen. Nói nghe cũng hãnh diện thiệt. Dạ. Nhưng mà nó sai thực tế. Lại thần linh, trời ơi tôi không muốn chịu rõ đâu nha. Không có gì hết. Không gì sai hết. Đây, chúng ta sẽ làm như thế này. Là sao? Là công ty của em có một cái đội ngũ thiết kế. Chúng em sẽ thiết kế một cái bộ thời trang đi trước thời đại nha anh. Thời trang để dành lên vũ trụ phải không? Bảy. Đi đến ta bận đồ vũ trụ rồi đến bận thời trang chi? Của em có một đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư, luật sư rất là giàu kinh nghiệm. Đừng có trời ơi, luật sư là có ăn cắp mẫu kiện. Hiểu không? Dạ hơn. Đó, tụi em sẽ làm về cái dạng đồ lót. Đồ lót cho online fashion. Fashion underwear. Wow. Ủa chú hai bận bộ đồ đó vô là giống như là Kim Theo luôn á chú hai. Kim Theo là ai? Kim Tèo á. Phải đặt tên chú hai nghệ danh. Này, chú biết không, cái bộ đồ đó làm gì? Nó làm từ những sợi cơ tôn rất mỏng mỏng lắm. Nó sẽ co giãn 4 chiều thì ôm sát. Ôm trọn hết phần cơ thể. Sát này không? Dạ không, sát hơn. Sát vậy nữa hả? Dạ. Nhưng mà đặc biệt đứng dậy tại đứng dậy bình thường là ấn đưa qua người ta bình thường, còn dành cho all man fashion của tụi con á là nó cao lên tới đây rồi nè chú. Đúng không? Rồi những cái dòng như đây, dòng hai như thế này, bận vô một cái húp nó mất luôn chú. Wow, hay quá chú hai. Ui, nó làm sắc. Nếu mà chú bận thường đó, tại vì tụi con có những cái sợi gân trên cái đó, chú bận thường nó ngấn vô bụng thành 6 múi luôn. Có cần 6 múi đâu mà. Dạ. Mà dài đâu có cần 6 múi, 1 múi là tốt rồi. Không, 6 múi nó cũng đẹp chứ chú. Dạ. Vậy là bộ đồ thiết kế bằng những sợi cô tông thông minh nó bó sát vô trong người. Dạ đúng rồi, bó sát nhưng mà vẫn thở được. Thở được. Lương bổng thì tôi biết là rất là cao phải không? Dạ, 91, tụi con 9 chú chơi 1.
cảm ơn thần linh đã dìu dắt một cái con này tới đây và để cho con thử cái độ bền của cây chổi trà nhà con. Ủa là sao chú? Tổ bà mày, mày nghĩ làm sao á? Một cái clip của cái thằng quỷ sống nó đưa lên trên mạng, rồi mày tới đây mày thấy người ta like vô nhiều, rồi mày lợi dụng cái chuyện đó, tụi bay bay bu vô tụi bay kiếm ăn. Trời ơi, tụi bay lợi dụng truyền thông, tụi bay làm những cái chuyện như vậy. Tao nói thiệt, tao phải quýnh mày.